Vương Phi đa tài đa nghệ, hạ thương mai. chương 376, ta xin lỗi ngươi. Tống Đoan Dương không nói hai lời, liền kéo Lưu Nguyệt rời đi, bốn mắt thấy vậy đột nhiên vọt lên bổ nhào về phía Tống Đoan Dương. Bốn mắt, ý nhi quát một tiếng, bốn mắt liền ngoan ngoãn nằm dạp xuống. Ý nhi cảm thấy mẹ mình và vị thúc thúc này hơi là lạ, cho nên phải để cho bọn họ nói chuyện rõ ràng. Nàng ta cho rằng tất cả những người có ân oán chỉ cần nói rõ ra là không có chuyện gì hết hai người tiến vào xương phòng bên cạnh, lúc Tống Đoan Dương đóng cửa, phát ra tiếng kêu đinh tai nhức óc. Lễ thân vương thấy bọn họ đi vào, liền kéo mộ dung khanh và thương mai qua một bên, Lưu Nguyệt nói bản vương chỉ cần thừa nhận là cha của ý nhi thì đêm nay nàng ta sẽ đem sừng huyết linh dương tới. Các người đừng làm sôi hỏng bỏng không, phải nhất trí nói rằng ý nhi chính là con gái của bản vương. Nói xong, hắn ta còn nhìn chằm chằm ý nhi, cố gắng nặn ra một nụ cười. Hắn ta cho rằng nụ cười này rất hiền lành nhưng ý nhị lại sợ đến phát khóc, khuôn mặt nhăn nhó. Thương Mai và Mộ Dung Khanh liếc mắt nhìn nhau, trong lòng Thương Mai cảm thấy bất đắc dĩ. Tại sao mọi chuyện lại trở nên ngớ ngẩn thế này? Ngược lại trước đây nhìn hắn ta là người cực kỳ nghiêm nghị và cẩn trọng. Thương Mai nói, cho dù ngươi không thừa nhận, nàng ta vẫn lấy sừng huyết linh dương ra. Trước đó nàng ta không có lấy ra là bởi vì sợ Tống Đoan Dương biết nàng ta ở đây bây giờ cũng đã gặp mặt rồi, nàng ta không còn gì rẻ chừng nữa. Nàng ta sẽ cứu tráng tráng, tuy nhìn nàng ta có vẻ hung hăng nhưng lại rất dễ mềm lòng. Nếu không nàng ta cũng sẽ không bảo ý nhi qua đây, càng sẽ không đích thân dẫn bốn mắt tới khi tiêu thác đi tìm nàng ta nói lương vương muốn gặp bốn mắt. Lễ thân vương trợn mắt, tức giận nói, những người này, sao lúc nào cũng dở tâm kế hết vậy. Bản vương ghét nhất những trò này. Nói xong, ông ta chạy lịch bịch ra ngoài, đuổi theo vương phi thương mai và mộ dung khanh liếc mắt nhìn nhau đều tỏ ra bất đắc dĩ mộ dung khanh nói con người của hắn ta một là một hai là hai không cho phép quanh co lòng vòng dù chỉ một chút hôm nay bắt hắn ta thừa nhận ý nhi là con của hắn ta đúng là làm khó cho hắn ta rồi hắn ta quan tâm tráng tráng mà quan tâm quá sẽ loạn thương mai đương nhiên hiểu rõ trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm ít nhất bên chỗ tráng tráng là được cứu rồi chỉ cần tráng tráng vẫn còn sống thì sẽ không xuất hiện chuyện minh hôn nữa, cũng xem như đã giải quyết được nguy cơ. Chỉ là, lần này cũng vì việc minh hôn mà khiến cho việc tranh đấu từ từ nổi lên mặt nước. Audio điện tử võ tấn bền Nói tiếp, sau khi Tống Đoan Dương và Lưu Nguyệt tiến vào xương phòng sau, Lưu Nguyệt thấy hắn đóng sầm cửa, vẻ mặt lại nổi giận thì nàng ta hơi trột dạ. Nhưng lập tức lại cảm thấy mình mới là người có lý, liền giận dữ nói, ngươi đừng tưởng rằng ta sẽ sợ ngươi, nơi này là đại chu không phải là lương quốc của ngươi mấy thủ hạ của ngươi nếu muốn đánh nhau cũng chưa chắc là đối thủ của ta xương phòng trái nhà hiên nhà lại đây ánh mắt tống đoan dương chìn chằm chằm lên mặt nàng ta sự tức giận cũng từ từ giảm bớt ta không sợ ngươi lưu nguyệt đi tới cảnh giác trừng mắt với hắn tống đoan dương kéo tay nàng ta vuốt ống tay áo lên lúc nhìn thấy vết sẹo kia thì vẻ mặt hắn không ngừng thay đổi cuối cùng cũng chỉ nhẹ nhàng hỏi, đau không? Lưu Nguyệt hơi bất ngờ, vốn cho rằng hắn sẽ ra tay với nàng ta nhưng không ngờ hắn lại hỏi nàng ta có đau không? Nàng ta rút tay về, khoát tay nói, không đau, những người đi lại trong giang hồ như chúng ta, mỗi ngày đều sống trong chém giết, vết sẹo này thì có là gì? Nàng ta vừa nói vừa muốn kéo tay áo lên nhưng ngẫm lại thấy không thích hợp, liền bỏ xuống, có điều công tôn yến kia của người thật là độc ác. Một nhát đau này vẫn tính là nhẹ, vết đao chém trên cổ kia mới suýt chút nữa đã lấy mạng ta và ý nhi rồi. Ánh mắt Tống Đoan Dương hơi thay đổi, chuyện đó xảy ra khi nào. Từ sau khi ta rời khỏi Đại Lương thì việc truy sát chưa từng ngừng lại. Sau đó ta sinh ý nhi, ta trốn đến nghiệp chấn lúc này mới xem như dừng lại. Lưu Nguyệt nói, nàng ta hồn nhiên không phát hiện, bản thân đã làm bại lộ thân phận của ý nhi. Tống Đoan Dương giả vờ không biết, khẽ nói cuối cùng người trốn ở Đại Chu chả trách không có ai tìm được. Còn không phải sao, làm thế nào các người cũng sẽ không nghĩ tới ta sẽ trốn ở Đại Chu. Nàng ta hơi đắc ý, nàng ta sẽ không thừa nhận bản thân là theo hắn nên mới đến đây. Người đến Đại Chu bao nhiêu năm rồi? 11 năm, nàng ta bật thốt lên nhưng sau đó liền ngẩn ra, không, không đúng, ta nhớ lầm, hẳn là 16 năm rồi. Ta trốn ở nghiệp trấn một tháng sau đó mới đến Đại Chu. Thật sao, Tống Đoan Dương nhìn nàng ta, vậy ngươi biết ý nhi là con gái của ta chứ? Lưu Nguyệt há to mồm, khiếp sợ nhìn hắn, sao ngươi không biết xấu hổ mà nói như vậy? Đúng hay không, Tống Đoan Dương nhìn chằm chằm nàng ta hỏi. Nhất thời trong lòng Lưu Nguyệt loạn cào cào, người này trong lúc nàng ta mang thai ý nhi thì nhiều lần truy sát nàng ta, hơn nữa còn chém lên bụng nàng ta một nhát. Ban đầu ta mang thai con của ngươi, nhưng công tôn yến kia đã chém lên bụng ta một nhát, nên đứa bé mất rồi đứa bé này là ta mới có sau này. Nàng ta vừa nói vừa vội vàng cởi đồ ra muốn chứng minh năm đó nàng ta đã xảy thai. Nhưng nàng ta càng nóng ruột, động tác càng long ngóng. Không ngờ lúc này Tống Đoan Dương lại ôm nàng ta vào lòng, thở dài một hơi nói, người còn muốn trốn tới khi nào. Liễu Nguyệt nằm trong lồng ngực của hắn, chống cự một hồi rồi bắt đầu lau nước mắt, nước mắt chảy ròng ròng, lau mãi không xong, mũi cũng đã sớm tắc nghẽn, người có ý gì? trước tiên là tìm người truy sát ta sau đó lại dỗ ta rõ ràng biết ta không chống lại được mấy thứ này mà người đúng là rất độc ác xin lỗi giọng nói của tống đoan dương cũng đau xót hắn nhắm mắt lại ôm nàng ta thật chặt lưu nguyệt bỗng cảm thấy là lạ và thảng thốt nói không thành lời chuyện gì thế này nàng ta vốn cho rằng đời này cũng sẽ không gặp lại cho dù có gặp lại thì cả hai cũng sẽ một mất một còn một lúc lâu hắn mới thả nàng ta ra cúi đầu nhìn nàng ta nói, cho ta xem vết sẹo của ngươi, tất cả các vết sẹo trên người ngươi. Lưu Nguyệt cũng không ngượng ngùng, cởi đồ ra luôn, trên bụng, ngực, phần lưng, cánh tay, gộp lại có sáu vết thương, trải khắp ra thịt trắng nõn của nàng ta. Ánh sáng trong mắt tống đoan dương dần dần ngưng tụ thành lửa giận, nhưng sau đó hắn liền thu liếm lại, đầu ngón tay lướt qua vết sẹo, cẩn thận như thể sợ làm nàng ta đau, sau đó mặc quần áo vào cho nàng ta khàn giọng hỏi, đau không? đau gì chứ, lúc ta sinh ý nhi mới gọi là đau. Lưu Nguyệt lau nước mắt, lộ ra nụ cười sán lạn, cho nên, nếu ngươi muốn giết ý nhi thì ta sẽ liều mạng với ngươi, bởi vì mạng của con bé là dùng mạng ta để đổi lấy. Ta sẽ không giết nàng, sẽ không, nàng ta là bảo bối của ta, là món quà tốt nhất mà ngươi đã tặng cho ta. Tống Đoan Dương nhẹ giọng nói, hắn từng thề sau khi tìm được nàng ta sẽ đánh cho nàng ta một trận nên thân, cũng từng nghĩ tới các kiểu dần vặt nàng ta. Nhưng khi thật sự gặp nàng ta, hắn lại phát hiện cho dù là khẽ gõ nàng ta một cái, hắn cũng không nỡ xuống tay. Hắn không còn trẻ, không còn những giận hờn bồng bột của tuổi trẻ nữa. 17 năm, từ giận hờn ban đầu đến nỗi nhớ khắc cốt ghi tâm sau này khiến hắn hiểu rõ lần gặp lại này không phải là tình cờ mà là duyên phận tích lũy từ bao năm mong mỏi của hắn. Cho nên sĩ diện không còn quan trọng nữa, nàng ta ở đây là được. Lưu Nguyệt nghe hắn nói, cảm thấy như đang nằm mơ nàng ta cảm thấy hắn như biến thành người khác. Khi đó người phái người truy sát ta, tại sao bây giờ lại đối xử với ta tốt như vậy? Có phải lại dở âm mưu quỷ kế gì nữa không? Ta nói cho người biết nếu người muốn đối phó với ta thì cứ đường đường chính chính ra tay. Đừng dở mưu kế với ta. Tống Đoan Dương không giải thích, trước đây ta đã làm sai, người có thể tha thứ cho ta không? Ta xin lỗi ngươi. mươi 377, ta mới là cha con. Lưu Nguyệt nhìn thấy ánh mắt thành khẩn của hắn, trong lòng thầm nghĩ, người đàn ông này biết được điểm yếu của nàng ta nên không dễ đối phó. Hắn có ý đồ gì? Ngươi chịu tha thứ cho ta sao? Tống Đoan Dương hỏi lại. Lưu Nguyệt xua tay, ngươi hãy để ta suy nghĩ một chút đã. Nàng ta hồ nghi nhìn hắn, nhớ tới lời Hạ Thương Mai, không thể không hỏi, Hạ Thương Mai nói trong lòng ngươi có một người phụ nữ mà ngươi đã thích hơn 10 năm, đó là ai? Ta có quen không? nàng nói với ngươi như vậy sao? Tống Đoan Dương có chút kinh ngạc. Đúng vậy, ngày đó chúng ta đi cứu ý nhi, Lưu Nguyệt nóng lòng biết đáp án, liền đem nguyên nhân kết quả của chuyện ngày hôm đó nói cho hắn. Tống Đoan Dương không chú ý đến việc thương mai nói hắn có người phụ nữ đã thích hơn 10 năm mà lại nheo mắt hỏi, nói như vậy là thái tử bắt con gái của bản cung nên lương vương mới trở mặt với thái tử. Có thể nói như thế, nhưng ai biết được giữa huynh đệ bọn họ trước kia từng có oán hận gì chất chứ không chứ? tống đoan dương cười nhạo mặc kệ như thế nào đi nữa thì chuyện mộ dung trịnh bắt ý nhi đi và sai người làm nhục nàng ta là thật làm nhục bất thành lưu nguyệt dè dặt nói chúng ta chạy tới kịp lúc nàng ta cố gắng né đề tài làm nhục vì sợ hắn nhớ tới chuyện xưa nhớ tới chuyện mà nàng ta đã làm năm đó nàng ta đã hạ dược hắn nếu các ngươi không đuổi tới kịp lúc thì sao tống đoan dương hỏi lưu nguyệt suy nghĩ một chút rồi lập tức giận tím mặt Tên mộ Dung Trịnh chết tiệt, lão nương phải giết chết ngươi. Đúng vậy, nếu ngày đó không đuổi tới kịp lúc, Ý Nhi đã bị làm nhục, nghĩ đến đây, bà ta mới cảm thấy lúc trước mình đã quá đáng thế nào khi hạ dược và cưỡng ép hắn. Bà ta ngẩng đầu nhìn hắn và nói chắc chắn, Tống Đoan Dương, ta tha thứ cho ngươi, đồng thời, ta cũng xin ngươi tha thứ cho ta lúc trước đã vô lễ mạo phạm với ngươi, ngươi muốn xử trí ta thế nào cũng được, ta nhận tội không chạy đâu. Tống Đoan Dương cau mày, thật chứ? thật, ngàn thật vạn thật, thật như thiên đạo luân hồi, a di đà Phật. Bà ta lần chuỗi tràng hạt trên cổ tay và nói với niềm xúc động vô hạn. Người niệm Phật, Tống Đoan Dương cảm thấy không thể tin được, bà ta đã quên mất mình từng là người như thế nào rồi sao mà lại đi niệm Phật. Lưu Nguyệt vô cùng xấu hổ, không phải là người sùng đạo lắm, đây có lẽ là lý do tại sao vận rủi của ta cứ tới không ngừng, có một đại sư nói với ta rằng, nếu ta dốc lòng tu Phật, y nhi có thể sống tốt hắn ta còn tặng ta một chuỗi Phật Châu, nói ta cùng với Phật có duyên, về sau đại khái là phải xuất ra. Nói hưu nói vượn, Tống Đoan Dương nghiêm mặt, đừng hòng xuất ra. Lưu Nguyệt cũng vô cùng yêu sầu, đúng vậy, ta cảm thấy mình không xuất ra được, ta từng hỏi thăm, xuất ra phải lục căn thanh tịnh, còn phải ăn chay mà ta thì tham, một ngày không ăn thì ta liền toàn thân mất hết sức lực, về phần không mắng những từ ngữ thô tục thì thật ra ta có thể làm được, ta từng học văn hóa với thầy giáo, hiện tại đã có thể xuất khẩu thành thơ. Vậy sao? Tống Đoan Dương hiển nhiên không tin. Đúng, cầm kỳ thư họa thi từ ca phú, không gì không biết. Lưu Nguyệt tự cảm thấy mình rất giỏi. Ngươi vừa rồi nói, chỉ cần ngươi dốc lòng tu Phật, y nhi sẽ không có việc gì, đã có chuyện gì xảy ra. Tống Đoan Dương hỏi, lúc ý nhi được sinh ra không biết có phải bị ép hư hay không, dù sao lúc ấy khó sanh, đau suốt hai ngày hai đêm vẫn không chịu ra, lúc ra được thì không thể thở, tim không đập, toàn thân tím tái, bà đỡ nói mang đi bỏ, ta vỗ vài cái mới khóc, tuy rằng sống lại nhưng sức khỏe không tốt, động một chút liền ngất xỉu, thầy thuốc nói nàng bị tim bẩm sinh, sợ là sống không quá 3 tuổi, nên năm nàng 3 tuổi, ta đã mua sẵn quan tài nhưng lại không chết, sau thầy thuốc lại nói nàng không sống được quá 5 tuổi. Năm được 5 tuổi, ta cùng ngươi đến đại chu, muốn đưa thi thể của nàng cho ngươi mang về, những ngày tháng sống không tốt ấy vì không kiếm được bạc nên mua không nổi quan tài. Kết quả đến đây rồi lại không chết, vì thế cứ sống mãi cho đến hiện tại, ăn trực suốt nhiều năm như vậy. Tống Đoan Dương dở khóc dở cười, người làm mẫu thân như người đúng là thất bại. Nói ra lời này cũng vô cùng đau lòng, mẫu thân như bà ta thất bại nhưng tốt xấu gì cũng nuôi sống ý nhi, còn phụ thân như hắn đã làm được gì chứ? Ngươi theo ta đến Đại Chu, Tống Đoan Dương không hề bỏ qua lời bà ta nói. Đúng vậy, ta không đến Đại Chu vì ngươi cưới công chúa ta là bởi vì muốn trả thi thể ý nhi lại cho ngươi, nàng sinh ra là con của ta, chết đi là mà của mộ dung ra các người, dù sao lúc ấy ta hoài thai, ngươi cũng muốn giết cả ta và nàng, ta nghĩ rằng ta có lỗi với ngươi nên giao thi thể cho ngươi được mãn nguyện. Tống đoan dương rốt cuộc nhịn không được chửi ầm lên, não người bị hư hay bị gì thế? Ngươi cho rằng ta có có truy sát ngươi sao? Lưu Nguyệt giật mình, người hung dữ như vậy làm gì? Công Tôn Yến không phải người của ngươi sao? chính hắn ta dẫn người đến đuổi giết ta ta chỉ sai hắn ta đến tìm ngươi trở về hạ thương mai nói trong lòng ta có một người mà ta đã thích suốt mười mấy năm trời nhưng vẫn không thể cưới được chính là ngươi ngươi trốn chạy suốt mười mấy năm còn ta thì mãi vẫn không tìm được ngươi tống đoan dương nghiến răng nghiến lợi nói a lưu nguyệt trợn mắt há hốc mồm là ta vậy mấy năm nay không phải là ta đã chạy trốn vô ích rồi sao nhưng bà ta chợt nhận ra có điều gì đó không ổn không đúng ngươi cho công tôn yến tìm ta, nhưng tại sao vừa thấy ta hắn ta liền rút đao? Ta nói cho ngươi biết, đã phải trốn tên đó rất nhiều lần, nếu không phải ta có mang ý nhi, mười tên công tôn yến cũng không phải là đối thủ của ta, ta hận chết hắn ta, tên khốn kiếp ấy red hay rất tàn độc, chiêu nào cũng là sát chiêu, muốn đẩy ta vào chỗ chết, trên người ta có 10 vết đao chém thì hết bốn vết là do hắn ta tạo thành. Ngoài cửa, có người nhẹ nhàng gõ cửa, còn vang lên âm thanh khe khẽ, mẹ ơi, mẹ còn sống không? lưu nguyệt bước ra mở cửa tức giận nói còn sống sao thế ý nhi cẩn thận thăm dò tiến vào liếc tống đoan dương một cái cha con vừa rồi thở hồng hộc bỏ đi rồi hình như ông ấy không thích con cha ngươi lưu nguyệt nhất thời vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra đúng ạ à, vừa rồi ông ta rất tức giận bỏ đi không biết có nên đuổi theo hay không ý nhi nói tống đoan dương hung hăng chừng mắt nhìn lưu nguyệt xem chuyện tốt mà ngươi làm kia hắn nhìn ý nhi dịu dàng nói, người tên Ý Nhi. Đúng vậy, ta tên là Ý Nhi. Ý Nhi nhớ đến ánh mắt hung dữ vừa nãy của ông ta, so với ánh mắt dịu dàng lúc này liền thắc mắc, sao lại thay đổi rồi. Hôm nay mọi người rất kỳ quái. Ta mới là cha con, Tống Đoan Dương nói. Ý Nhi khiếp sợ nhìn ông ta, ta có hai người cha. Nàng chết lặng, đang yên đang làm không có lấy một người cha, vừa nói có liền có tận hai người, hôm nay có chuyện gì vậy? tống đoan dương tiếp tục dịu dàng nói không lễ thân vương không phải cha con ta mới là cha con vừa rồi là mẹ con đã gạt con lưu nguyệt nhìn tống đoan dương sao ông có thể nói ta lừa nó chứ vậy bà hãy giải thích vì sao bà lại nói lễ thân vương là cha của nó tống đoan dương kéo bà ta ra đứng đối diện với ý nhi lưu nguyệt suy nghĩ một chút không nghĩ ra được cứ gì liền có chút suy sụp nói vừa rồi ta đã gạt con đây mới là cha của con ý nhi Đừng thất vọng, ông ta tuy rằng không đẹp như lễ thân vương nhưng cũng được coi là mỹ nam tử, ở đại lương quốc có rất nhiều nữ nhân theo đuổi. Người ngoài thấy thế đều có chút giờ khóc giờ cười, nếu không phải bởi vì tình huống ổn định của lương vương, hơn nữa chán chán có hy vọng khỏi hẳn thì thương mai nhất định sẽ ném Lưu Nguyệt ra ngoài và bắt bà ta phải nghiêm trang, chỉnh tề. Từ trước đến nay tâm trạng mọi người chưa từng thoải mái như vậy, mấy ngày này cứ kềm chế, khó chịu quá rồi, chán chán gặp chuyện không may, âm hôn. Lương Vương gặp chuyện không may, hiện tại vì một nhà mấy người này mà giải quyết được hết. Chỉ cần tráng tráng sống lại, sẽ không phải âm hôn nữa, Lương Vương có ý nhi làm bạn khiến cho ý chính dâng cao kinh người, không còn sốt nữa. chương 378, Sừng Huyết Linh Dương biến mất rồi. Mọi việc đang diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp, cuối cùng thì đám mây mù cũng đã tan biến trong lòng mọi người. Sau khi Lưu Nguyệt ra, Thương Mai hỏi, vậy có phải có thể đưa sừng huyết linh dương cho chúng ta rồi không? Lưu Nguyệt ngượng nghịu nói, có phải của ta đâu, Người đi mà hỏi hắn, năm đó là ta trộm của hắn. Thừa nhận là tốt rồi, Tống Đoan Dương lường bà ta, năm đó sau khi xong chuyện, bà ta đã trộm sừng huyết linh dương rồi chạy mất. Thương Mai nhìn Tống Đoan Dương, điện hạ, vậy ta chỉ có thể hỏi người rồi. Tống Đoan Dương nhìn Lưu Nguyệt, đưa cho nàng ấy đi, tình hình của tráng tráng đang rất tệ, cần có sừng huyết linh dương để cứu mạng lưu nguyệt nói ở quán trọ ai đi lấy với ta tiêu thác thương mai gọi đến đây tiêu thác đi tới có người đi lấy sừng huyết linh dương với lưu nguyệt đi tô thanh đến thính vũ hiền đón hạ lâm ta đợi tình hình lương vương ổn định một chút rồi qua thương mai nói vâng hai người cùng đi ra ngoài phân công công việc tống đoan dương không đi theo hắn nhìn công tôn yến lạnh lùng giao việc người về trạm dịch trước đi không có mệnh lệch của bản cung thì không được rời khỏi trạm dịch. Vẻ mặt công tôn yến ảm đạm, thần cáo lui. Công tôn yến được hai thị vệ đưa đi, võ công công tôn yến rất cao, là người duy nhất văn võ song toàn bên hắn, tình bạn gắn bó với hắn từ nhỏ lẽ ra phải là người hiểu rõ tấm lòng hắn nhất, nhưng y lại phản bội hắn. Y nhi vẫn luôn trốn sau lưng thương mai len lén nhìn tống đoan dương, trong lòng có cảm giác rất kỳ lạ. Tống đoan dương mỉm cười gọi, lại đây nào. Y nhi bước tới, ấp úng nói qua. À. Tống Đoan Dương nhìn nàng, trong lòng cũng có cảm giác kỳ lạ, đến giờ hắn vẫn chưa có con nối dõi, vì chuyện này mà đã bị phụ hoàng của trách nhiều lần, là thái tử thì phải có trách nhiệm sinh con nối dõi, nhưng may mà dù phụ hoàng trách mắng nhưng cũng không ép buộc hắn. "Ý Nhi, con nói cho ta, mẹ con nói với con thế nào?" Tống Đoan Dương hỏi. Ý Nhi nói, "Mẹ nói cha con chết rồi." "Chết rồi?" Sắc mặt Tống Đoan Dương hơi giận, nàng ấy nói chết như nào? bị chó cắn chết ý nhi thấy hắn không vui thì không dám nói dối mẹ nói người dành ăn với chó nên bị chó cắn chết tống đoan dương nghiến răng nàng ấy còn có mặt mũi mà nói ý nhi an ủi người đừng giận mẹ nói khi người chết cũng đã ăn no rồi coi như được làm ma no không phải là dành ăn với chó sao làm sao mà no được tống đoan dương không vui nói người cướp được rồi nhưng vẫn bị đánh bại thương mai và loan loan ở bên cạnh nghe thấy mà cười lớn Mặt Tống Đoan Dương méo mó, khi về ta sẽ đánh bà ta một trận. Ý Nhi hơi ngơ ngác, thế rốt cuộc cuối cùng người sống sót kiểu gì vậy? Chó không cắn chết người à? Trước khi Tống Đoan Dương nổi điên, Thương Mai kéo Ý Nhi ra cười nói, "Ý Nhi, mẹ ngươi lừa ngươi đấy, cha ngươi không dành ăn với chó, cũng không bị chó cắn." Ý Nhi lắc đầu, "Không, mẹ không lừa ta đâu, hơn nữa chuyện này mẹ đã nói đi nói lại mấy lần liền, chắc chắn mẹ cũng cho rằng cha đã bị chó cắn chết rồi." Bà ấy chỉ mong ta bị chó cắn chết. Tống Đoan Dương cũng lười tức giận, tức rồi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ý Nhi nhìn ông ta rồi lại nhìn Thương Mai, cảm thấy khó mà hiểu được chuyện xảy ra năm đó. Nói đến Lưu Nguyệt, lúc này bà ta và Tiêu Thác đã về đến nhà trọ, khi Lưu Nguyệt đẩy cửa ra thì phát hiện có điều gì đó không ổn. Cánh cửa mở ra, bà ta đẩy cửa bước vào thì thấy trong phòng bừa bộn, túi của bà ta bị lục tung, quần áo bị vứt xuống đất nàng vội chạy tới lật xem rồi kinh ngạc nói, sừng huyết linh dương biến mất rồi. Sao cơ, tiêu thác sừng sốt, bước tới tìm cùng, quả nhiên không thấy đâu, có khi nào ngươi để ở nhà không? Không thể nào, khi ra ngoài ta đã cất vào túi rồi. Lưu Nguyệt trả lời, rõ ràng đã có người tới, không lấy ngân bạc của ngươi mà là nhầm vào sừng huyết linh dương. Tiêu thác nói, hắn lao ra cửa ngay tức khắc, đúng lúc có tiểu nhị đi ngang, hắn kéo người nọ lại, Hôm nay có ai từng đến chỗ này? Tiểu nhị bị vẻ mặt hung ác của hắn làm cho hoảng sợ, lắp bắp nói không, không có ai. Có trộm, chắc chắn có người đã tới đây. Tiêu thác đưa cậu ta vào phòng, tiểu nhị nhìn căn phòng bừa bổn cũng hết hồn, tiểu điếm chưa gặp chuyện mất trộm bao giờ, chuyện này là thế nào? Người mau đi hỏi người trong điếm xem có thấy ai tới đây không? Tiêu thác nói, vâng, tiểu nhân đi ngay, ban ngày có kẻ trộm vào điếm, đây không phải chuyện nhỏ tiểu nhị lập tức chạy xuống lầu. Tiêu thác kiểm tra khóa cửa, là khóa đồng rất chắc chắn, khóa đồng có dấu vết bị mở, vẫn còn để lại dây thép. Có thể chắc chắn người này đến vì sừng huyết linh dương. Một lúc sau trưởng quỹ dẫn tiểu nhị lên, trưởng quỹ nhận ra tiêu thác, vội chắp tay, thì ra là tiêu tướng quân. Trưởng quỹ, hôm nay có người lạ nào đến đây không? Tiêu thác hỏi, nhà trọ này có lầu 1 và lầu 2, sân trước lầu 1 là nơi ăn uống, Sân sau là khu người ở, có ngăn cách, không phải người của nhà trọ thì không được vào, nếu muốn vào nhất định phải đăng ký. Trưởng quỹ đáp, thưa tiêu tướng quân, hôm nay không có ai vào khu phòng khách, hôm nay tại hạ vẫn luôn ở quầy, nếu có người vào chắc chắn sẽ biết. Tiêu thác nhìn xung quanh, lầu 2 chỉ có một lối đi, nói cách khác chỉ có một cửa để vào, cửa sổ hướng ra đường nhưng đã bị chặn kín, không thể vào từ cửa sổ. Hơn nữa khóa cửa có dấu vết bị cạy. Có thể khẳng định người đó vào từ cửa Không, chắc chắn có người tới Tiêu thác khẳng định Các ngươi nhìn khóa cửa xem Khóa cửa đã bị cậy Trường quỹ lại gần xem xét Quả nhiên thấy lỗ khóa có dấu vết ma sát Còn để lại dây thép Mặt hắn biến sắc có kẻ trộm vào Trường quỹ lập tức gọi tất cả tiểu nhị để hỏi Nhưng tiểu nhị trong điếm đều nói Nói không thấy có người lạ vào Những người đi qua đều là khách trọ ở đây Tiêu thác suy nghĩ một lúc Người cho ta xem danh sách khách trọ đi trưởng quỹ hơi khó xử, như vậy không hay lắm. Vì sao không được xem, tiêu thác đột nhiên nhớn mày, chẳng lẽ ngươi trột dạ? Không, không phải, chúng tôi không thể tùy tiện tiết lộ danh sách khách trọ, nếu tướng quân muốn xem thì phải báo quan trước, quan phủ mới có quyền xem thông tin danh sách. Trưởng quỹ nói, tiêu thác biết quy tắc là phải như vậy, liền nói, vậy còn không đi báo quan đi. Trưởng quỹ lệnh cho tiểu nhi lên quan phủ báo án, một lúc sau thì thấy bổ đầu dẫn hai quan viên tới sau khi hỏi rõ tình hình, bổ đầu đưa phê văn của quan phủ ra, đưa danh sách cho tiêu tướng quân đi. Trưởng quỹ lấy danh sách nhận phòng đưa cho tiêu thác và bổ đầu, hai người tỉ mỉ đối chiếu thì thấy sáng nay có hai người trả phòng, một người ở cạnh phòng lưu nguyệt, người này nhận phòng vào hôm qua, vừa mới trả phòng cách đây không lâu, người còn lại vừa vào đã trả phòng ngay, hai người đăng ký đều là người vùng khác. Hai người họ có xuất trình giấy tờ không? Tiêu thác hỏi. Tất cả người từ vùng khác đến, ra vào thành đều phải xuất trình giấy tờ, thuê trọ cũng phải xuất trình. Có, đều xuất trình giấy tờ cả. Tiêu tướng quân xem, chúng tôi cũng đã ghi lại giấy tờ mà họ xuất trình. Trưởng quỹ nói, chương 379 là AI làm. Bổ đầu có kinh nghiệm phong phú trong việc điều tra, hắn nhìn hai cái tên này rồi nói, người tên Dương Minh này đã lấy được giấy tờ có dấu ấn của nha môn, còn người tên Lý Kỳ này thì chưa. Sao bổ đầu lại biết? Tiêu thắc hỏi, vì mấy hôm đó hộ tào đại nhân bị bệnh, vừa hay ti chức không có nhiệm vụ nên đại nhân sai ti chức đến hộ tịch xử lý. Ti chức rất chắc chắn mình chưa từng đóng dấu cho Lý Kỳ, hơn nữa giấy tờ của Lý Kỳ hôm qua mới đưa đến nha môn để đóng, chuyện mới xảy ra hôm qua sao ti chức lại không nhớ. Hơn nữa trong này có viết hắn là người Trương Châu, muốn vào kinh cần phải đi qua bảy châu phủ, nhưng hắn chỉ có con dấu của ba châu phủ. Điều này có nghĩa là giấy tờ của hắn là giả, vì sao hắn lại phải làm giả? vì hắn là người bản địa, người vùng khác đều phải có giấy tờ công khai, chỉ người địa phương mới không có. Tiêu thác hỏi trưởng quỹ, người còn nhớ Lý Kỳ trông thế nào không? Nhớ, nhớ, trưởng quỹ lật đật đáp. Tiểu nhị cũng nói, hạ nhân cũng nhớ. Lưu Nguyệt ở bên cạnh nghe thấy thì hỏi, có phải người ở phòng kế bên ta không? Ta cũng nhớ, ta đã gặp hắn hai lần rồi. Vậy thì tốt, mau mời họa sĩ đến vẽ chân dung hắn. Lưu Nguyệt nói cần gì phải phiền phức vậy, để ta vẽ cho. Gần đây trình độ vẽ tranh của bà ta đã có tiến bộ, có thể kiểm chứng một chút. Ngươi, tiêu thác hơi khó tin. Đương nhiên, tiểu nhị chuẩn bị giấy bút, Lưu Nguyệt nhớ lại dáng vẻ người đó rồi bắt đầu múa bút. Một lát sau, bà ta cầm bức vẽ đưa cho tiêu thác, tiêu thác nhìn một lát rồi cau mày, đưa cho trưởng quỹ và tiểu nhị xem, giống không? Trưởng quỹ và tiểu nhị sửng sốt sau đó đồng loạt lắc đầu không giống lưu nguyệt giật lại tức giận nói không giống chỗ nào ta thấy rất giống mà trưởng quỹ đáp lông mày không đậm như thế mặt cũng không vuông đến vậy mắt không lớn tiêu thác không nói nên lời hắn nói với bổ đầu người đi mời họa sư đi ta về bẩm báo vương ra sau đó gặp nhau ở phủ công chúa lưu nguyệt thu dọn đồ đạc lại nhìn bức chân dung đúng là không giống lắm vì vậy đành phải mặt xám xịt đi theo tiêu thác Đương nhiên tiểu nhị và trưởng quý cũng phải về theo, có ba người nhìn thấy tên trộm, có lẽ sẽ vẽ được rất chính xác. Mấy người tiêu thác về phủ lương vương, mọi người đã chuyển đến phủ công chúa nên họ lại đành phải đến phủ công chúa. Mộ Dung Khanh và Thương Mai nghe tin sừng huyết linh dương biến mất, cả hai đều biến sắc. Vừa hỏi rõ tình hình thì Tô Thanh dẫn Hạ Lâm về, Hạ Lâm còn dẫn theo Liên Thúy Ngữ tới, Liên Thúy Ngữ đi cùng y tới và cũng là muốn thăm công chúa an thân vương nói nếu có người nhìn thấy kẻ trộm ở đây thì để thúy ngữ vẽ đi có lẽ nàng còn vẽ đẹp hơn họa sư mộ dung khanh nhìn nhạc mẫu đại nhẫn ý của người thế nào hắn biết đã lâu rồi bà không vẽ tranh không biết bà có đồng ý không nút thắt trong tim liên thúy ngữ đã được cởi bỏ từ lâu bà nói được thấy bà đồng ý an thân vương mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm ông luôn mong bà có thể vẽ lại vì điều đó có nghĩa là bà đã buông bỏ những chuyện buồn trong quá khứ Liên túy ngữ hỏi ba người về diện mạo Lý Kỳ, nhưng ba người nói lại có chút khác biệt. Mộ Dung Khanh cau mày hỏi, rõ ràng là một người, tại sao lại khác nhau? Như vậy sao huyện chúa vẽ được? Liên túy ngữ mỉm cười, không thành vấn đề, dung hòa một chút là được. Thật ra ba người đều nói như nhau, chỉ là cách diễn đạt có vấn đề, trước kia có một khoảng thời gian liên thúy ngữ từng vẽ chân dung, mặc dù đã lâu không vẽ nhưng cũng không xa lạ, bà phát thảo vài đường đã ra được đường nét, chắc chắn hình dáng ấy không sai, vì ba người đều nói là mặt vuông chữ quốc, lông mày, mắt, mũi, miệng ba người nói có sự khác biệt. Lưu Nguyệt nói mắt hắn rất lớn, nhưng tiêu nhị lại nói là không lớn lắm, vì mỗi ngày hắn gặp rất nhiều người, chắc chắn cũng thấy rất nhiều cặp mắt, cho nên hắn cho rằng mắt của Lý Kỳ không lớn lắm. Sau khi vẽ xong, Liên Thúy Ngữ đưa bức chân dung cho tiêu thác, tiêu thác mở ra trước mặt ba người họ, sau đó ai nấy đều sướng sờ chỉ vào bước chân dung rồi nói đúng rồi là hắn giống y như đúc lưu nguyệt sửng sốt nhìn liên thúy ngữ đầy ngưỡng mộ bà chưa từng thấy hắn sao có thể vẽ giống đến vậy liên thúy ngữ mỉm cười ai mà chẳng có hai mắt một mũi một miệng chỉ là kích thước khác nhau nên vẽ ra cũng không có gì kỳ lạ tiêu thác đưa bước chân dung cho bổ đầu mộ dung khanh hạ lệnh dù đào ba tấc đất cũng phải tìm cho ra người này phải nhanh Vâng thưa vương gia, bổ đầu nhận lệnh rồi đi. Mộ dung khanh đích thân ra lệnh, nhà môn không dám lơ là, ngoài nha môn ra còn có tuần phòng vệ cũng được điều động, nhất định phải tìm được người này trong thời gian ngắn nhất. Quả nhiên, ngày hôm sau đã có tin tức. Bổ đầu bắt người này đến, Lưu Nguyệt vừa nhìn đã nhận ra là hắn. Trên mặt người nó có vết thương, chắc là vừa bị hành hình, bổ đầu bẩm báo, vương gia, người này tên là Trương Kỳ, là người lưu vong xó chợ hắn đã thú nhận mình trộm sừng huyết linh dương, nhưng đã giao cho người xúi dục mình rồi. Là ai sai khiến người trộm sừng huyết linh dương? Mộ Dung Khanh lạnh lùng hỏi. Trương Kỳ quỳ trên đất, van xin tha thứ, vương gia tha mạng, tiểu nhân chỉ nhận tiền của người ta thôi chứ không biết hắn. Hôm trước hắn tới tìm tiểu nhân, đưa giấy tờ cho tiểu nhân rồi bảo tiểu nhân đến nhận phòng ở nhà trọ, chờ cơ hội lấy trộm sừng huyết linh dương ở phòng bên. Sau khi xong việc hắn sẽ đưa cho tiểu nhân 100 lạng bạc, tiểu nhân nhất thời ham tiền nên đã đồng ý. Người sai khiến ngươi là ai? Mộ Dung Khanh như không nghe thấy lời bao biện của hắn, lạnh lùng hỏi lại. Tiểu nhân nói rồi, tiểu nhân không biết hắn, là hắn tự tìm tới tiểu nhân. Trương Kỳ biện hộ. Mộ Dung Khanh từ từ ngẩng đầu, khóe môi cong lên thành đường cong lạnh lùng, tàn nhẫn, đưa hắn vào phòng hành hình, chặt ngón tay hắn trước, nếu vẫn không nói thì chặt từng ngón chân một. Vâng. Trương Kỳ sợ tới mức liên tục dập đầu, vương gia tha mạng, tiểu nhân thật sự không biết, trước kia tiểu nhân chưa từng gặp người này, xin hãy tha cho tiêu nhân. Đưa xuống, mộ dung khanh nghiêm nghị nói. Tiêu thác lập tức kéo Trương Kỳ xuống, hắn ta quay đầu cầu xin, trông có vẻ thực sự rất oan uổng. Loan loan không đành lòng, vương gia, có lẽ hắn thật sự không biết. Mộ dung khanh còn chưa lên tiếng thì Lưu Nguyệt đã nói, chắc chắn tên này biết, hắn đang nói dối. Loan loan hỏi, sao người biết hắn nói dối? Lưu Nguyệt hừ một tiếng, vừa nhìn đã biết rồi, nếu hắn không biết người đó thì sao tên trên giấy tờ lại chỉ khác biệt một chữ. Chứng minh rằng người làm giả giấy tờ đã quen hắn từ trước, biết tên của hắn, đương nhiên có thể nói là đối phương biết hắn, còn hắn không biết đối phương. Nhưng ánh mắt hắn né tránh, vẻ mặt trột dạ, rõ ràng đang che giấu điều gì đó, ta nhìn người rất chuẩn, điều này không sai được, tin rằng vương gia cũng nghĩ như vậy. Mộ Dung khanh gật đầu, nhìn Lưu Nguyệt bằng ánh mắt khen ngợi, đúng thế, xem ra bang chủ riêng bang quả nhiên danh bất hư truyền. Thương Mai mỉm cười, những đại nhân vật này ai nấy đều có cuộc sống riêng tư đáng xấu hổ, nhưng khi làm việc nghiêm túc thì ai cũng rất lợi hại. chương 380, triệu tập bách quan. Quả nhiên, chưa đến một khắc đồng hồ, tiêu thác đã trở về, nói, nhận tội rồi, mới một ngón tay đã nhận tội rồi, hắn nói, kẻ tìm hắn đi trộm sừng huyết linh dương chính là Trương Toàn Long. Anh họ của hắn, người này vào cung từ nhỏ, bây giờ đang hầu hạ ở đông cung mộ dung khanh cảm thấy hơi bất ngờ hắn vốn tưởng sẽ là người của nàng ừm dẫn hắn về nha môn rõ bổ đầu nhận lệnh mà đi thương mai cũng hơi bất ngờ lại là người của thái tử sao mộ dung khanh thản nhiên nói hắn là bị người ta lợi dụng lưu nguyệt ở khách sạn duyệt lai hai ngày nhưng trương kỳ này hôm nay mới đi chứng minh người này hôm nay mới biết sừng huyết linh dương có tác dụng gì thái tử không có lý do làm như vậy trong lúc quan trọng này tại sao hắn lại phải hại tráng tráng chuyện này rất bất lợi với hắn mộ dung khanh lắc đầu e là không phải hắn muốn hại tráng tráng mà là muốn hại a toàn nếu bản vương đoán không sai thì người tìm hắn ra tay đã nói cho hắn biết chỉ có sừng huyết linh dương mới có thể cứu a toàn vì vậy hắn mới lấy đi hơn nữa sau khi lấy được sừng huyết linh dương hắn chắc chắn sẽ hủy đi hắn sẽ không để cho a toàn còn có cơ hội sống sót thương mai suy nghĩ một chút cảm thấy mộ dung khanh nói cũng không phải không có đạo lý, trong lòng lập tức cảm thấy lạnh một nửa. Quý Thái Phi vẫn luôn sai người dám thị bọn họ, bà ta hẳn đã sớm biết sừng huyết linh dương có thể cứu tráng tráng, nhưng không hề ra tay đoạt đi, bởi vì bà ta biết lưu nguyệt lợi hại, nếu như không thuận lợi thì sẽ bị lộ tẩy, giờ bà ta không thể bị lộ tẩy, dù sao, Nam Hoài Vương còn chưa trở lại, nếu bà ta lộ tẩy quá sớm, sẽ có hại đối với kế hoạch của bà ta. Vì vậy, bà ta cho người nói với thái tử sừng huyết linh dương có thể cứu lương vương thái tử hận đầu độc lương vương làm sao có thể để lương vương còn sống cho nên hắn lập tức phái người hành động nếu hắn đã sớm có kế hoạch chắc là đã sớm nằm ở bên cạnh lưu nguyệt nhưng không có hôm nay trương kỳ mới đi nhưng mà một người khác trả phòng người mang theo công nghiệp có nhiều khả năng là người của quý thái phi bởi vì khi lưu nguyệt vào ở hắn cũng vào ở sau khi biết lưu nguyệt đi ra ngoài lập tức báo cho quý thái phi biết, quý thái phi cũng lập tức hành động, nếu thái tử không thuận lợi hắn cũng sẽ trộm đi sừng huyết linh dương, nhưng vì công nghiệm của hắn là thật, muốn truy ra cũng không khó, bởi vậy nếu không phải hết cách, hắn sẽ không ra tay. Cô nói ra suy nghĩ này cho mộ dung khanh, mộ dung khanh nói, những lời nàng nói, bản vương cũng đã nghĩ đến, nàng hãy đi phủ lương vương trước, bản vương muốn triệu đại thần nghị sự. Người muốn làm cái gì? Thương Mai cảm thấy căng thẳng. Mộ Dung Khanh nhìn cô, làm chuyện bản vương đã sớm muốn làm. Thương Mai đi đến bên hắn, ta biết người muốn làm cái gì, nhưng mà can hệ trọng đại, e là người không có quyền làm chủ. Mộ Dung Khanh lắc đầu, trước kia, bản vương đã từng nói, Hoàng thượng ban cho bản vương hủy bỏ quyền lực thái tử, cũng không phải là nói xuông, đúng là Hoàng thượng đã cho ý chỉ. Có chỉ rõ ràng sao? Không có, khẩu dụ. Vậy bách quan chưa chắc sẽ tin, trừ phi hoàng thái hậu và người cùng quan điểm mộ dung khanh thản nhiên cười nàng cho rằng bản vương thật muốn ở thời điểm này phế thái tử sao người có ý gì thương mai khó hiểu nhìn hắn mộ dung khanh nói thái tử không còn dùng được nhưng hiện tại chưa phải lúc phế hắn bản vương chỉ muốn nhắc nhở hoàng hậu và thái tử một chút bọn hắn nên thu liếm một chút rồi thương mai suy nghĩ một chút hiểu ra nếu thái tử và hoàng hậu thu liếm thì hắn có thể toàn tâm toàn ý đối phó nguy cơ tiếp theo nguy cơ này chính là nam hoài vương và mẫu phi của hắn nhưng sợ là lương thái phó sẽ không bị người dọa đâu vậy thì sẽ trừng trị hắn đầu tiên mộ dung khanh lạnh lùng thốt lên ông ta là ông ngoại của thái tử lại kiêm nhiệm thái phó của thái tử thái tử phạm sai lầm thì hắn không thoát khỏi liên quan nhưng nếu muốn vặn ngã ông ta chỉ bằng chuyện này sợ không được bản vương còn không đến mức ngây thơ như vậy muốn dựa vào lần này vặn ngã hắn thế lực của hắn rắc rối khó gỡ, lại càng ngày càng lớn mạnh, tính cách cũng càng ngày càng tự đại, nếu vào lúc này không tát hắn một cái, hắn sẽ không yên tĩnh, một tát này, ít nhất có thể giúp chúng ta yên tĩnh một thời gian, bản vương có mấy chính cương muốn thi hành, chính là nhân dịp này. Thương Mai ôm lấy hắn, khẽ thở dài, sau này chúng ta cũng không làm nhiếp chính vương này nữa, người nào thích thì người đó làm đi, đây không phải cuộc sống người có thể sống. Phải ứng phó tính toán từ đa phương, còn thúc đẩy quốc sách tốt đẹp có lợi, còn phải chú ý và quần nhau với kẻ dã tâm xung quanh. Bây giờ càng vất vả hơn, còn phải buồn phiền chuyện nhà. Thương Mai thật cảm thấy mình không có tác dụng gì, chẳng giúp được gì cả. Đồ ngốc, đàn ông sinh ra thì phải bảo vệ quốc gia. Ta là mộ dung khanh, càng là không thể đổ cho người khác. Mộ dung khanh cười. Đi đi, ta sẽ trông nom nơi này. Thương Mai khẽ thở dài. Mỗi lần đối diện với mấy âm mưu tính toán này, ta đều cảm thấy dã rời muốn rời đi nhưng thấy người vừa tích cực vừa vất vả như vậy, ta lại cảm thấy ta còn có thể chống đỡ thêm một hồi. Mộ dung khanh hôn chán của nàng, thâm tình hiếm có nói, ta đồng ý với nàng, sau khi những chuyện này kết thúc, ta sẽ mang nàng rời đi. Được, ta chờ người, thương mai nói khẽ. Chỉ là, trong lòng cũng hiểu được, điều này sợ là hết sức khó vời. Sau khi mộ dung khanh vào cung, phân phó xuống dưới, triệu quan viên tam phẩm trở lên đến phòng nghị sự tiền điện, lại mời dòng họ hoàng thất. Mộ Dung Khanh gióng chống khua chiêng như vậy, hậu cung tự nhiên biết, hoàng hậu vừa xuất cung đi đến phủ lương vương, còn chưa đi vào, đã nghe được cung nhân truyền tin đến, nàng lập tức dẹp đường hồi cung. Phòng nghị sự vẫn luôn có quan viên đang làm việc, ba tỉnh sáu bộ, phàm là tam phẩm trở lên, gặp hai gặp bảy đều ở phòng nghị sự, còn ba vị đại nhân tỉnh Trung Thư, tỉnh Thượng Thư, tỉnh Môn Hạ trong ba tỉnh hơn phân nửa đang ở phòng nghị sự. Hôm nay là mùng 7, nên đúng lúc người của sáu bộ cũng ở đây, Mộ Dung Khanh còn truyền ngựa sử đài, cửu tự Khanh cùng đến phòng nghị sự. Thật ra rất nhiều thân thuộc hoàng thất nhà Mộ Dung không hề giữ chức vụ gì, nên nếu như là đại sự triều chính bình thường thì không cần truyền bọn họ, trừ phi, chuyện này hết sức nguy cấp hoặc có liên quan hoàng gia Mộ Dung mới có thể truyền tiến vào. Bây giờ tông trưởng nhà Mộ Dung là hoàng đế, phó tông trưởng là Bảo An Vương, Bảo An Vương là con của anh em Huệ Đế, cũng chính là anh họ của Tráng Tráng, năm nay đã 68, không quan tâm chuyện triều chính, chỉ để ý đám con cháu hoàng gia kia. Mộ Dung Khanh cũng mời ông ta vào cung. Trận chiến trận như vậy, Mộ Dung Khanh còn chưa nói gì, quần thần đã bắt đầu nhao nhao nghị luận. Vừa lúc Lương Thái Phó cũng đang ở phòng nghị sự, ôn ta vẻ mặt lạnh nhạt, dường như Mộ Dung Khanh muốn nói gì, đều cũng không liên quan đến ông ta, ông ta cũng có thể ứng phó. Nhưng là trong lòng ông ta lại là âm thầm lo lắng, nhà Mộ Dung hành động như vậy, nhất định là có chuyện trọng đại cần tuyên bố, ngay cả bảo an vương cũng được mời tiến cung, có lẽ chỉ vì phế chuất thái tử. Ông ta cũng biết chuyện thái tử bắt đi dân nữ, nhưng nếu mộ dung khanh muốn dùng chuyện này đến phế chuất thái tử, vậy thì quá ngây thơ rồi. Nhưng mộ dung khanh là người ngây thơ như thế sao? Hắn không phải, chắc là trong tay hắn còn nắm điểm yếu gì đó của thái tử. Lương thái phó trong lòng có chút không nỡ, nhân dịp còn có một số đại thần và thân thuộc hoàng thất chưa có vào cung, liền sai người đi Tịnh Ninh cung tìm hoàng hậu, lại sai người đi Đông cung hỏi thái tử, còn có chuyện gì là hắn không biết, để hắn còn sẵn sàng đối phó. Chương 381, mệt chết thái phó. Thái tử dưỡng thương ở Đông cung, 38 kiếm kia của Lương Vương không tạo thành tổn thương quá lớn đối với hắn, ngược lại điểm chí mạng tương đối nghiêm trọng, bây giờ phải bó thuốc nằm trên giường nghỉ ngơi. Lương thụ Lâm đã trở lại báo cáo, điện hạ, sừng huyết linh dương đã lấy được nhưng lại bị vứt xuống vực sâu. Không ai có thể tìm được. Thái tử nghiến răng nghiến lợi nói, được lắm, hắn làm ta bị thương, ta phải lấy mạng hắn. Trong đáy mắt Lương Thụ lâm lóe lên một tia gian xảo, đúng vậy, không có sừng huyết linh dương, Lương Vương sẽ không sống được. Đúng là trong lúc vô tình hắn ta cho thái tử biết, Lương Vương cần sừng huyết linh dương để cứu mạng. Thật ra bên ngoài rất nhiều người biết, sừng huyết linh dương là để cứu trưởng công chúa, nhưng thái tử cũng không quan tâm tình hình của trưởng công chúa cộng thêm việc bị thương ở đông cung không tiếp xúc với bên ngoài, cho nên cũng không biết. Những lời nói của Lương Thụ Lâm, hắn đều tin cả. Điện hạ, thái phó sai người tới, nói là có chuyện muốn hỏi thái tử điện hạ. Cung nhân đi tới nói. Truyền vào. Thái tử muốn ngồi dậy một chút, nhưng vết thương đau nhức, khẽ động liền như bị rách ra, hắn liếc mắt về phía Lương Thụ Lâm, cả giận nói còn không tranh thủ đỡ bản cung dậy. Đúng nở ra như khúc gỗ thế làm gì? Cái thứ óc lợn vâng lương thụ lâm vội vàng đi tiến lên đỡ hắn ngồi dậy lại kê một cái đệm sau lưng hắn người hầu của thái phó bước nhanh tới quỳ trên mặt đất nô tài tham kiến thái tử điện hạ chuyện gì thái tử hỏi điện hạ nhiếp chính vương triệu tập bá quan và người trong hoàng thất nói là có chuyện quan trọng cần bàn bạc thái phó bảo nô tài đến hỏi điện hạ một chút xem mấy ngày này có xảy ra chuyện gì đặc biệt không thái tử nghe được nhiếp chính vương triệu tập bá quan và dòng họ vô cùng khẩn trương, mộ dung khanh muốn làm gì? Tại sao lại muốn triệu tập dòng họ? Người hầu nói, bẩm điện hạ, thái phó cũng không biết, nhưng mà thái phó suy đoán là nhầm vào thái tử, cho nên nô tài tới đây hỏi thái tử một chút, xem gần đây có xảy ra chuyện gì mà thái phó không biết không? Thái phó nhất định phải biết được toàn bộ, mới có thể có cách đối phó. Thái tử cả giận nói, nhầm vào bản cung, hắn dựa vào cái gì mà đòi nhầm vào bản cung? bản cung bị tên phế nhân kia biến thành thế này hắn cũng không tới thăm bản cung một chút. Bản cung không có làm việc gì không thể để lộ ra ngoài cả, người trở về báo lại cho thái phó, nếu như hắn dây dưa không dứt đổ cho hắn cái tội làm hại thái tử là được. Người hầu biết vị thái tử này khó chơi lại không biết trời cao đất rộng, gán tội danh cho nhiếp chính vương đâu có dễ dàng như vậy. Hắn ta nhẫn nại nói, điện hạ, việc này không thể coi thường, nếu người có gì giấu giếm thì nhất định phải nói cho thái phó biết, thái phó suy đoán, hành động lần này của nhiếp chính vương có khả năng muốn phế chuất điện hạ. Hắn dám, thái tử nổi giận, hắn có quyền gì mà đòi phế chuất bản cung. Phụ hoàng còn chưa có chết đâu, hắn dám to gan làm bậy. Trong mắt hắn còn có đạo luật của tổ tông không? Người hầu nhắc nhở, điện hạ, hoàng thượng đúng là có khẩu dụ, chỉ cần chứng minh được điện hạ có lỗi nặng, thông qua bàn bạc với triều thần và dòng họ hoàng thất, nhiếp chính vương có quyền phế chuất thái tử. Chỉ có khẩu dụ, cũng không có chỉ rõ, ai biết lời hắn nói là thật hay giả. Thái tử cười diếu cợt nói. Điện hạ, mặc kệ là thật hay giả, việc này vẫn nên chuẩn bị chu đáo thì tốt hơn. Lương Thụ Lâm cũng khuyên nhủ, đúng đấy điện hạ, thái phó sáng suốt, ông ấy bàn giao như vậy nhất định là có nguyên nhân, vẫn nên nghe theo lời của thái phó. Thật ra trong lòng thái tử cũng buồn bực, hắn biết mộ dung khanh khó đối phó, chỉ vì uy nghiêm của mình nên mới không muốn lộ ra vẻ sợ hãi làm trò cười cho người khác nghe lương thụ lâm nói vậy hắn trầm tư một chút nói cũng không có gì chỉ là ngày đó bắt được người trong lòng của tên phế nhân đó còn có hắn im lặng một hồi không biết có nói nói chuyện của nghi phi không hạ thương mai kia cũng biết việc này nếu như công khai lên triều đình thái phó không được biết trước sợ không có cách nào ứng đối nghĩ đi nghĩ lại hắn gọi người hầu tới ghé vào tai hắn ta nói ra chuyện của nghi phi người hầu hoảng hốt người nói nhiếp chính vương phi biết chuyện này nàng ta đi qua tận mắt nhìn thấy với lại ngày đó trong hoàng tự bản cung đang xử lý chuyện tốt nàng ta cũng xông vào chứng kiến toàn bộ trừ nàng ra còn có ai nhìn thấy không người hầu hỏi thái tử ngẫm nghĩ một chút còn có mẫu thân của dân nữ kia gọi là gì mà lưu nguyệt tăng nhân của hoàng tự cũng biết hay cung nữ trong cung của nghi phi cũng biết bên người bản cung cũng có mấy người biết người hầu thật sự không ngờ tới thái tử sẽ làm ra loại chuyện này một khi việc này được công khai, đều không cần bàn bạc cũng có thể trực tiếp phế. Hắn là nhiễu loạn cung đình, trộm phi tử của cha mình, đại nghịch bất đạo, còn cần bàn bạc gì nữa. Quan trọng nhất là việc này còn bị nhiếp chính vương phi biết, khó trách, mộ dung khanh lại gióng chống khua chiêng triệu tập bá quan và dòng họ, hắn là có chứng thực. Trừ cái đó ra, còn gì nữa không? Người hầu hỏi. Thái tử khoát tay, làm gì còn? Hết rồi. Chuyện trộm sừng huyết linh dương hôm nay không thể nói, nếu không truyền tới tai mẫu hậu, mẫu hậu nhất định sẽ hận chết hắn. Vậy nô tài xin cáo lui trước, người hầu thi lễ, vội vàng rời đi. Người hầu trở về báo lại lời thái tử cho thái phó biết. Thái phó tức đến xanh mặt, hắn không chết cũng không vô dụng rồi, thân là thái tử, chính sự không làm, chỉ toàn làm mấy cái nam đạo nữ sướng, ngoài kia nhiều đàn bà như vậy, sao cứ phải trộm trên đầu phụ hoàng hắn. Chuyện này nhất định không thể công khai, người lập tức đi một chuyến đến cung của Nghi Phi, bảo nàng ta canh phòng nghiêm ngặt người bên cạnh, một chữ cũng không thể tiết lộ ra ngoài, vào thời điểm quan trọng phải hiểu rõ tình hình, diệt khẩu toàn bộ. Vậy bên Hoàng hậu Nương Nương thì bàn giao thế nào? Việc này không thể báo cho Hoàng hậu Nương Nương, chỉ nói là hạ thương mai vu khống, nếu để cho Hoàng hậu biết, tất nhiên nàng sẽ diệt trừ Nghi Phi, trong lúc quan trọng thế này, không thể để xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Thái phó nghiêm giọng dặn dò, sau đó lại nhỏ giọng bàn giao vài câu để người hầu chuyển lời đến cho hoàng hậu rõ thái phó hít sâu một hơn trong lòng ông ta hiểu rõ đây là một trận đại chiến nếu như thật sự phế bỏ thái tử ông ta sẽ không thể bồi dưỡng người không có người bồi dưỡng đại kế vạn năm của lương gia sẽ không thể nào áp dụng đáy lòng hắn thầm chửi mắng lần nữa đúng là một tên vô dụng đám người hầu chia ra làm việc một người tới cung của nghi phi Nghi Phi biết được việc này sắp bị bóc mẽ, lại không lo lắng chút nào, nói với người hầu, việc này là ăn không nói có, người nói cho thái phó, không cần lo lắng. Người hầu nghi ngờ nhìn Nhi Phi, nương nương, việc này không thể coi thường, nhiếp chính Vương Phi đã tận mắt chứng kiến. Thì sao, nàng ta và bản cung sớm có ân oán chất chứa, với lại nàng ta không thích thái tử, cho nên vụ oan hãm hãi, còn có thể nói gì nữa sao? Vậy người trong phòng nương nương, nghi phi cười xinh đẹp một tiếng lại có vẻ lẳng lơ lạnh lùng không nói ra được yên tâm đi nơi này của bản cung người biết đều là người chết người hầu chấn động trong lòng vâng vậy nô tài cáo lui sau khi người hầu rời đi nghi phi gọi hai cung nữ thiếp thân ra các người xuất cung một chuyến mua giúp bản cung vài thứ vâng cung nữ thiếp thân nói hai người vừa xuất cung nghi phi liền truyền thị vệ tới đuổi theo các nàng đưa đến chỗ không người giải quyết Gió, thị vệ lĩnh mệnh rời đi. Bên hoàng hậu, đầu tiên là có người đến hỏi rõ tình huống, sau đó liền có người hầu đến thông báo, nương nương, bên nhiếp chính vương định vụ oan cho thái tử và nghi phi có tư tình, dùng việc này để phế chuất thái tử. chương 382, bôn ba khắp nơi. Hoàng hậu thật sự không dám tin vào lỗ tai mình, người nói cái gì? Bọn họ dựa vào điều gì mà vu khống như vậy? Bọn họ có bằng chứng gì không? Hôm thái tử bắt dân nữ đó đi, Đúng lúc Nghi Phi cũng đang ở hoàng tự, Thái phó cũng đã nhận được tin tức, nói bọn họ định dùng chuyện này để hãm hại Điện hạ và Nghi Phi nương nương. Hoàng hậu hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, hạ thương mai thật sự không thể giữ lại được nữa, giữ nàng ta lại sẽ làm hại bản cung và thái tử. Nên Thái phó nói, nếu chuyện này cần nương nương đứng ra làm chứng, thì nương nương phải nói là người phái Nghi Phi tới hoàng tử cầu phúc cho trưởng công chúa. Còn chuyện thái tử bắt dân nữ kia liệu có Tên thuộc hạ khẽ cười, nương nương cứ yên tâm, chỉ là một dân nữ mà thôi, hơn nữa thái tử cũng không tổn thương nàng ta, dân nữ đó vẫn trở về nguyên vẹn, đồng thời, điện hạ cũng vì chuyện này mà bị lương vương điện hạ đánh một trận, một trò đùa quái đản bỗng biến thành một trận đánh tàn nhẫn, cho dù bá quan và thân thích cảm thấy điện hạ không có đức hạnh, cũng sẽ không phế chuất thái tử ngay. Lúc này hoàng hậu mới an lòng, nhưng chuyện vu khống không thể xem nhẹ được, người bảo thái phó tìm nhiều bằng chứng vào để phản bác lại. Nương nương, cây ngay không sợ chết đứng, Điện hạ và Nghi Phi nương nương là trong sạch, nên Thái phó sẽ không cho phép người nào hãm hại bọn họ. Hoàng hậu gật đầu, vậy Thái phó muốn bản cung làm gì? Nương nương phải tới cung Hoàng thái hậu để báo cáo tình hình trước, tránh việc Hoàng thái hậu nghe thấy tin tức rồi triệu kiến Hạ Thương Mai vào cung, đến lúc đó nếu để Hạ Thương Mai giành nói trước, chắc chắn Hoàng thái hậu sẽ tin lời nàng ta ngay, sau đó người lấy cớ thái tử bị thương rồi cầu xin Hoàng Thái Hậu cùng người tới dự đại hội nghị chính để lắng nghe, có người và Hoàng Thái Hậu ở đó, chỉ ít nhiếp chính vương sẽ không dám trắng trợn quá mức. Hoàng hậu nhanh chóng đáp lại, được, bản cung sẽ đi ngay. Hoàng hậu đuổi tên thuộc hạ đó đi, rồi vội vàng đi tới cung Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu cũng biết chuyện mộ dung khanh triệu tập bá quan và thân thích, bà đang sai người đi nghe ngóng xem là chuyện gì, thấy Hoàng hậu hấp tấp chạy tới, thì biết chuyện này có liên quan đến Thái tử trong lòng bà luôn oán hận hoàng hậu vì chuyện của lương vương. Nên thấy hoàng hậu tới đây, bà liền lạnh nhạt hỏi, hoàng hậu đã đi thăm Toàn Nhi chưa? Bệnh tình của hắn thế nào rồi? Hoàng hậu sửng sốt, bà thật sự quên mất chuyện này, nhưng bà nhanh chóng phản ứng lại đáp, bẩm mẫu hậu, hôm nay thần thiếp đã xuất cung đi thăm rồi, bệnh tình của hắn không được tốt cho lắm, nhưng có lẽ cũng không có gì đáng ngại. Mặc dù bà không đi vào trong, nhưng bà đã hỏi tên gác cổng, hắn ta nói lương vương đã hạ sốt, đồng thời cũng đã tỉnh lại, nên đoán không có gì đáng ngại, cũng cảm thấy lúc trước Hoàng Thái Hậu nói bệnh tình của hắn rất nghiêm trọng chỉ là lời nói dối. Hoàng Thái Hậu biết bà ta xuất cung, nên nghe bà ta nói đã đi thăm đồng thời bệnh tình cũng không có gì đáng ngại, thì trong lòng nhẹ nhõm hơn một chút, sắc mặt cũng dễ coi hơn, ai ra e là câu không có gì đáng ngại đó chỉ để an ủi ai ra thôi. Tối qua ai ra liên tục sai người đi ra ngoài hỏi thăm tình huống, bọn họ đều nói rằng bệnh tình rất nghiêm trọng, nhưng có thương mai ở đấy nên có lẽ cũng không cần phải quá lo lắng hoàng hậu ngại ngùng đáp đúng thế vậy ngươi tới đây có việc gì quan trọng không hoàng thái hậu hỏi hoàng hậu lấy lại tinh thần nói mẫu hậu nhiếp chính vương đang triệu tập bá quan và thân thích trong phòng nghị sự thần thiếp đã sai người đi hỏi thăm tình hình thì biết có người cáo trạng với nhiếp chính vương rằng thái tử thông dâm với nghi phi chuyện này đúng là vu khống mong mẫu hậu minh giám hoàng thái hậu bỗng bật dậy trừng mắt lạnh lùng quát, là ai cáo trạng thế? Đây chính là tội đại nghịch bất đạo. Phải biết rằng, thái tử phải gọi Nghi phi một tiếng mẫu phi, nếu hắn thông dâm với Nghi phi, chẳng khác nào nói cho thiên hạ biết, hắn vụng trộm với người phụ nữ của phụ thân mình. Chuyện này sẽ tổn hại đến thanh danh của hoàng gia, cho dù là thật cũng không được công khai trước mặt triều thần. Tạm thời chưa biết là ai đã cáo trạng, nhưng nghe nói mấy ngày trước hạ thương mai tới hoàng tự cứu người, đúng lúc nhìn thấy Nghi phi cũng có mặt ở đó. Hoàng hậu khẽ nói, Hoàng thái hậu khẽ híp đôi mắt phượng, ý ngươi là Hạ Thương Mai cáo trạng. Thần thiếp không biết, nhưng trước giờ Nghi Phi và thái tử chưa từng qua lại với nhau, giờ bỗng bị vu khống như thế, chắc chắn là do hiểu lầm, nếu là Thương Mai tố cáo, nói không chừng là do nàng ấy hiểu nhầm, dù gì hôm đó cũng có không ít người đi theo Thương Mai, nếu có người nói lung tung với nàng ấy, rồi nàng ấy tưởng là thật, đi nói lại vương gia, chọc vương gia nổi giận, vì chuyện của Toàn Nhi mà vương gia đã trút giận lên người thái tử rồi lần này lại làm loạn triệu tập thân thích thần thiếp sợ rằng dưới cơn thịnh nộ vương gia sẽ không suy nghĩ mọi chuyện thấu đáo hoàng thái hậu nghĩ một khi chuyện này được khơi ra thì chắc chắn sẽ gây ra một trận bão táp tạm thời bà không để tâm đến chuyện thật giả mà vội ra lệnh mau người mau gọi vương gia đến chỗ ai ra ngay tôn công công nhận lệnh rồi nhanh chóng rời đi hoàng hậu lại nói tiếp mẫu hậu chuyện này không phải do thần thiếp cố ý kéo thương mai xuống nước nhưng quả thật thương mai đã bất mãn với thái tử rất nhiều lần trong lòng nàng ấy luôn áy náy chuyện hủy hôn với toàn nhi lần này dân nữ bị thái tử dẫn đi tên là vương ý nhi là người toàn nhi thích vì muốn bù đắp cho toàn nhi mà thương mai dẫn người đi cứu vương ý nhi điều này đã làm thần thiếp rất cảm kích nàng ấy nếu nàng ấy không tới kịp thời e là thái tử đã phạm phải sai lầm lớn hoàng thái hậu lấy lại bình tĩnh hỏi ý ngươi là Dân nữ bị Thái tử bắt đi là ý trung nhân của Toàn Nhi. Hoàng hậu đáp, đúng thế, trước đây Toàn Nhi đã từng nói với thần thiếp rằng muốn cưới nàng ta, nhưng nàng ta chỉ là một dân nữ bình thường, sao có thể xứng với Toàn Nhi. Tất nhiên thần thiếp đã phản đối chuyện hôn sự này, sau đó, Toàn Nhi cũng không nhắc đến nữa, thần thiếp tưởng hắn đã từ bỏ rồi, nhưng không ngờ hóa ra cô nương Ý Nhi này sau khi bị từ chối thì cứ bám theo hắn, muốn làm vương phi, Toàn Nhi vốn có ý với nàng ta lại thấy dáng vẻ si tình của nàng ta nên động lòng lần nữa thần thiếp nghe hạ nhân báo cáo lại nói thái tử dẫn nàng ta đi là vì nàng ta đã ác ý khiêu khích trước nên thái tử mới tức giận bắt nàng ta đi để trừng trị nàng ta một chút chứ không nghĩ tới chuyện gì cả không ngờ lại suýt gây ra lỗi lầm lớn nhưng thương mai đã giết hai người bên cạnh thái tử rồi xem như chút giận thay cho toàn nhi và vương ý nhi thái tử thật sự không đáng bị sỉ nhục như thế Hoàng Thái Hậu mất hứng nói, cho dù nàng ta là dân nữ thì sao chứ? Hiếm khi mới gặp được người hắn thích, mấy năm qua, hắn từng đòi hỏi ngươi chuyện gì không? Ban đầu ngươi đừng nên từ chối, thì cục diện ngày hôm nay đã không xảy ra, người làm mẫu thân như ngươi phải gánh phần lớn trách nhiệm. Hoàng hậu vội ăn năn, thần thiếp biết sai rồi, hôm đó chẳng phải thần thiếp cũng sợ người phản đối sao? Dù gì bọn họ cũng không môn đăng hộ đối. Muốn môn đăng hộ đối thì phải xem tình hình, không phải ngươi không biết tình huống của hắn hắn không thể sinh con được lại bị tật ở chân đừng nói là không tìm được quý nữ nhà quyền quý chỉ cần có một cô nương thích hắn ai ra sẽ không nhẫn tâm phản đối chuyện của hắn hoàng thái hậu thật lòng yêu thương tôn tử này nghĩ tới nỗi khổ sở mà hắn phải hứng chịu trong lòng bà vô cùng khó chịu vâng đợi mọi chuyện ổn thỏa thần thiếp sẽ làm chủ cho hắn hoàng hậu nói giờ bà tình nguyện đồng ý mọi chuyện chỉ cần Hoàng Thái Hậu ra mặt ngăn cản nhiếp chính vương. Chẳng mấy chốc, Tôn Công Công đã quay về, nhưng chỉ quay về một mình, Thái Hậu, vương ra nói ngài ấy có chuyện muốn bàn bạc với đại thần, đợi ngài ấy bàn bạc xong sẽ tới đây bái kiến người. Hoàng Thái Hậu sốt ruột, đợi hắn bàn bạc xong thì muộn rồi, tất cả đại thần đều có mặt đông đủ à. Vẫn còn hai vị thân thích vẫn chưa tới, Bảo An Vương cũng có mặt ở đó, còn lại đều là đại thần từ tam phẩm trở lên. Tôn Công Công nói, Hoàng hậu đứng dậy, sốt ruột nói: "Mẫu hậu, chúng ta cùng đi qua đó mới được, dù thế nào cũng phải ngăn cản lại, vì chuyện này tổn hại đến danh dự hoàng thượng và thái tử, một khi truyền ra ngoài, tôn nghiêm của hoàng gia sẽ bị mất sạch." Hoàng thái hậu cũng hơi bất mãn với Mộ Dung Khanh, sao hắn có thể công khai chuyện này được? Cho dù là thật, cũng phải xử kín, huống hồ hắn vẫn chưa thẩm tra chuyện này nữa. Chương 383: Kiếm Tổ Thiên Phong. Bên phía phòng nghị sự tất cả mọi người đều đã đến đông đủ. Hoàng thân quốc thích có tổng cộng 13 người, có cả phó tông trưởng Bảo An Vương, Việt Đông Vương sát giờ cũng được mời vào cung. Mộ Dung Khanh mời mọi người vào chỗ ngồi, nơi đây là phòng nghị sự, ngày trước các quan đại thần thường ở đây bàn chuyện chính sự, nên ở đây có rất nhiều ghế và văn kiện công việc. Sau khi mọi người đã an tỏa, Mộ Dung Khanh nhìn qua tất thảy một lượt, sau đó chậm rãi lên tiếng, hôm nay mời mọi người đến phòng nghị sự này, là vì có một chuyện bản vương muốn bàn bạc với mọi người các tông thân và đại thần ở đây đều biết hoàng thượng từng giao quyền cho bản vương nếu thái tử làm ra chuyện xấu đại nghịch bất đạo bản vương có quyền phế chuất thái tử lương thái phó lập tức đứng bật dậy vương ra dám hỏi chuyện này có được hoàng thượng cho phép không ánh mắt mộ dung khanh dừng lại trên khuôn mặt lương thái phó thái phó không tin lời bản vương nói sao lương thái phó mỉm cười lắc đầu không xin vương ra đừng hiểu nhầm hạ quan chỉ cảm thấy việc phế chuất thái tử là việc quốc gia đại sự, không thể khinh suất được, nếu không có ý chỉ của hoàng thượng, hạ quan không dám bàn luận chuyện này. Mộ Dung Khanh nói, nếu Thái Phó không dám bàn luận chuyện này thì có thể đi. Thái Phó đột nhiên nói, Vương ra, đây là chuyện lớn, xin thứ lỗi cho Hạ Quan vô lễ nói thẳng, ban đầu lập Thái Tử là để củng cố nền tảng của Đại Chu ta, nếu vị trí của Thái Tử bị lung lay thì cũng chính là làm lung lay nền tảng Đại Chu, nếu không có ý chỉ của Hoàng Thượng, hạ quan cho rằng hôm nay không nên điều binh động lực mà nói ra chuyện này. Mộ Dung Khanh cười lạnh, thái phó vội vàng như thế làm gì? Hiện tại bản vương đã đề xuất phế thái tử chưa? Lương thái phó sững sờ, sắc mặt có chút tức giận, vương ra nói chuyện lộn xộn bừa bãi, ban nãy rõ ràng người nói triệu tập các tông thân và bá quan đến đây để phế thái tử, bây giờ lại bảo chưa từng nói. Thượng thư lệnh thôi đại nhân nói, thái phó hà tất phải tức giận như vậy. Vừa nãy vương gia chỉ nói với mọi người là ngài ấy có quyền lực phế chuất thái tử, chứ không hề nói muốn phế thái tử. Thái phó vừa nghe đến vấn đề này đã vội vàng tức giận, vừa đòi ý chỉ vừa nhắc đến cả nền tảng đại chu, không khỏi khiến người ta phải suy nghĩ. Lương thái phó hậm hực trả lời, nếu không phải trong lòng đã có ý muốn phế thái tử, vậy thì triệu tập đông người thế này đến đây làm gì? Mọi người đều hết sức kinh ngạc, lương thái phó này ngày trước là người trầm tĩnh nhất, sao bây giờ ở trước mặt vương gia mà cái gì cũng nói được, ông ta suốt ruột đến mức nổi đóa rồi sao? Đúng là quá khác thường. Mộ Dung Khanh biết ông ta đang kéo dài thời gian, trước tiên gây khó dễ, không để hắn nói ra vấn đề ngày hôm nay, nhằm đợi Hoàng hậu và Hoàng Thái hậu đến. Quả nhiên, ngay sau đó nghe thấy tiếng thị vệ bên ngoài, Thái hậu nương nương giá đáo, Hoàng hậu nương nương giá đáo. Mộ Dung Khanh nhìn thấy rõ ràng vẻ mặt của Lương Thái phó giãn ra, mọi người cũng ngồi xuống hết. Tôn Công Công nhanh chân dìu Hoàng Thái Hậu bước vào trong, Hoàng Hậu cũng đi sát theo sau. Tông thân và bá quan đứng dậy, thần tham kiến Hoàng Thái Hậu, tham kiến Hoàng Hậu nương nương. Mộ Dung Khanh cũng đứng dậy, tiến đến đỡ Hoàng Thái Hậu, sao mẫu hậu cũng đến đây. Hoàng Thái Hậu lạnh nhạt trả lời, nghe nói vương gia triệu tập tông thân và bá quan đến bàn bạc chính sự, át nghĩ là chuyện vô cùng cấp bách, vừa hay ai ra không có việc gì làm, nên đến đây nghe xem, vương gia không để ý chứ. Giọng nói của bà vô cùng lạnh nhạt, bà đối với mộ dung khanh cũng không còn thân mật như trước nữa, có thể thấy bà không thích việc làm của hắn hôm nay. Mẫu hậu muốn đến nghe thì đương nhiên là được, mộ dung khanh ra lệnh cho người mang ghế ra, cho Hoàng Thái Hậu ngồi lên ghế chính giữa, còn mình thì chuyển sang chỗ khác. Hoàng Thái Hậu lại ngồi xuống chỗ mà hắn vừa ngồi, bà nói, vương gia là nhiếp chính vương, bàn chuyện quốc gia đại sự, ai ra là phận nữ không hiểu chuyện, chỉ đến ngồi nghe một chút mà thôi. Mộ Dung Khanh cũng không đùn đẩy gì, liền ngồi xuống ngay. Hoàng hậu và Thái Phó trao đổi ánh mắt với nhau rồi ai nấy đều ngồi xuống. Tuy rằng Hoàng Thái Hậu nói là chỉ đến nghe, nhưng khi ngồi xuống thì lại hỏi, hôm nay bàn chuyện gì thế? Mà lại phải nhọc công tông thân vào cung. Mộ Dung Khanh đáp lời, mẫu hậu, vừa rồi bản vương và Thái Phó đang tranh luận, xem rốt cuộc bản vương có quyền phế chốt Thái Tử không? Hoàng Thái Hậu hơi nheo mắt nói dĩ nhiên vương gia có quyền làm vậy rồi chính tay ai ra đã nghe thấy khẩu dụ của hoàng thượng nhưng không biết thái tử đã phạm phải tội gì lớn mà phải phế chuất người hoàng thái hậu chủ động khơi chủ đề ra làm hoàng hậu bị dọa một phen nhưng nàng ta nhìn thấy thân thể hoàng thái hậu hơi nghiêng trông vô cùng cứng nhắc hai tay đặt trên tay vịn ghế bộ dạng như đang chờ thời cơ hành động nàng ta biết nếu nhiếp chính vương nói ra chuyện quả thái tử và nghi phi thì thái hậu sẽ đứng dậy ngăn lại ngay lập tức mộ dung khanh cao giọng nói các vị hôm nay cho gọi các vị đến là vì trước kia thái tử đã làm một chuyện gây tổn hại đến mối quan hệ bang giao tốt đẹp giữa đại chu và lương quốc nay lại phạm tội bất nhân bất hiếu với trấn quốc công chúa khiến bản vương vô cùng hoài nghi đạo đức hành vi của thái tử bản vương mời các vị vào cung để tiến hành bàn bạc chuyện này phải đưa ra hình phạt gì cho thái tử mới phù hợp nói trắng ra thì hôm nay là buổi luận tội thái tử hoàng thái hậu nghe thấy vậy cơ thể mới dần dần thả lỏng ít nhất trong hai tội trạng mà hắn nói không nhắc đến chuyện tư thông với Nghi Phi. Nhưng Hoàng hậu và Lương Thái phó lại xứng sờ, chuyện làm tổn hại quan hệ bang giao giữa hai nước, sợ là tội do nhiếp chính vương thêm vào, còn chuyện bất nhân bất nghĩa với Trần Quốc công chúa thì là ăn nói sằng bậy. Bây giờ Trần Quốc công chúa nằm liệt trên giường hấp hối, thái tử bất hiếu thì cùng lắm là không đến thăm hỏi mà thôi, nếu mang hai chuyện này ra để luận tội thì đúng là hoang đường. Lương Thái phó hỏi, xin vương ra nói rõ, Chuyện tổn hại ban giao hai nước rốt cuộc là chuyện gì? Là do thái tử Lương Quốc Tống Đoan Dương đến cáo trạng với ngài sao? Hai ngày nay thái tử đều ở trong cung dưỡng thương, theo lý mà nói thì không thể nào đắc tội thái tử Lương Quốc được. Các vị tông thân và đại thần cũng nhìn nhau, đúng vậy, nghe nói thái tử bị thương, vậy thì làm sao đắc tội thái tử Lương Quốc được? Nếu là thái tử Lương Quốc tìm đến vương gia cáo trạng, như vậy thì quả là dụng tâm có phần khó lường vương gia, có phải có hiểu nhầm gì không? Thái tử Điện Hạ chắc chắn không xảy ra xung đột với sứ giả lương quốc đâu. Hộ bộ thượng thư lên tiếng. Mộ Dung Khanh giơ tay chấn áp, bình tĩnh chứa nóng vội, bản vương đã đưa ra tội trạng thì đương nhiên sẽ nói tình hình rõ ràng. Hôm nay, Thái tử Lương Quốc Tống Đoan Dương đến nói với bản vương rằng Thái tử Mộ Dung Trịnh đã bắt cóc quận chúa Lương Quốc Vương Ý Nhi, hơn nữa còn mang đến Hoàng tự. Bản vương đã lệnh cho người đưa tăng nhân ở Hoàng tự tới, lập tức vào cùng, vì nhân chứng chưa tới, nên bây giờ ta sẽ nói việc thứ hai trước. Lời của mộ dung khanh vừa dứt, hoàng hậu liền lên tiếng, vương gia, vương ý nhi này sao lại là quận chúa của lương quốc. Nàng ta rõ ràng là bách tính đại chu ta. Mộ dung khanh lạnh lùng liếc mắt qua hoàng hậu, phải hay không phải, lát nữa sẽ có thái tử lương quốc vào cung làm chứng, nhưng nghe hoàng hậu nói vậy, có vẻ như người đã biết chuyện thái tử bắt vương ý nhi rồi. Mọi người đều nhìn hoàng hậu, khuôn mặt hoàng hậu có chút khó coi, nhưng vẫn nói thẳng không kiêng dè, đúng vậy, chuyện này bản cung biết, chuyện này bản cung cũng đã trừng phạt nó rồi. Xin hỏi hoàng hậu trách phạt thế nào? Xử lý ra sao?" Mộ Dung Khanh hỏi. Hoàng hậu hất cằm trả lời, "Bản cung đã phạt nó cấm túc 3 tháng, bản cung phạt nhẹ như vậy là có lý do, lương vương đã giáo huấn nó rồi, đánh cho nó thương tích khắp người, nên ta không phạt roi nữa, chỉ cấm túc 3 tháng thôi." Bảo An Vương nói, "Hoàng hậu nương nương xử trí như vậy là có phần thiên vị." hơn nữa bất luận thân phận của Vương Ý Nhi có phải quận chúa Lương Quốc hay không, cho dù chỉ là một dân nữ của Đại Chu Ta, thì thái tử bắt cóc dân nữ cũng là tội hình sự, phải xử lý theo pháp luật. chương 384, Đình Thẩm Hoàng hậu nói, lời bảo An Vương nói có lý, khi bản cung xử lý sự việc này, thực sự có chút thiên vị, nhưng bản cung cũng không phải là có chủ đích thiên vị. Sau khi tìm hiểu rõ mọi chuyện, biết được Vương Ý Nhi cố tính khiêu khích thái tử trước, thái tử mới tức giận mà bắt cô ta, không có ý muốn làm hại mà chỉ muốn cảnh cáo cô ta một chút thôi, nếu không thì sẽ không bắt đến hoàng tự. Hoàng tự là nơi có rất nhiều cao tăng đắc đạo, thái tử chỉ thấy vương ý nhi quả thực rất hung hăng phách lối, nên mới mang cô ta đến hoàng tự nghe kinh Phật. Tu dưỡng tâm tính, mặc dù việc này sai nhưng không phải tội lỗi quá lớn, hơn nữa về sau lương quốc đã vì chuyện này mà đánh cho nó một trận, vậy nên bản cung cho rằng hình phạt cấm túc ba tháng cũng không phải là thiên vị. Nàng ta thừa nhận bản thân thiên vị trước, Trần thuật sự tình lại xong lại nói bản thân không hề thiên vị, tuy nói năng lộn xộn nhưng lại mang đến cảm giác khiêm nhường giả dối. Lời nói của Hoàng hậu đã nhận được sự đồng tình của rất nhiều quan đại thần, thực sự, nếu chỉ là một dân nữ giảo hoạt độc địa, lại nói lời khiêu khích Thái tử Điện Hạ trước, vậy Thái tử trừng phạt cô ta một chút cũng không phải là không thể. Hơn nữa, như lời của Hoàng hậu, dân nữ này không hề bị thương, cũng chưa từng chịu bất cứ tổn thấy nào, chỉ bị đưa đến cửa Phật lắng nghe kinh Phật mà thôi, Phạt cấm túc 3 tháng nếu nói là sai lầm thì cũng là quá nặng. Do vậy, Bảo An Vương cũng đáp lời, nếu thực sự như lời hoàng hậu nói, vậy thì không đủ để luận tội. Mộ Dung Khanh cười lạnh một tiếng, đúng vậy, nếu đúng như lời hoàng hậu nói thì thực sự không đủ để luận tội, nhưng sự thật có đúng là như vậy không? Vương Ý Nhi này là nữ nhân của thái tử Lương quốc, là quận chúa của Lương quốc, nàng ta đến phủ công chúa để cung cấp vị trí sừng huyết linh dương. Vậy thì làm sao nói lời khiêu khích thái tử? Bản vương đã hỏi qua người ở phủ công chúa, không tồn tại thứ gì gọi là khiêu khích cả, nguyên do là vì thái tử và Lương quốc có tư thù từ trước, biết được quận chúa là ý trung nhân của Lương quốc, liền sinh lòng báo thù, lệnh cho người bắt ép nàng ta đến hoàng tự, nhốt trong phòng củi, còn hạ lệnh cho người hầu mạo phạm quận chúa, điểm này, bản vương cùng vương phi Hạ Thương Mai và toàn bộ tăng nhân trong hoàng tự có thể làm chứng. Lời này của mộ dung khanh khiến tất thảy mọi người đều kinh ngạc, ngay cả Hoàng Thái Hậu cũng nổi giận, bà biết tính tình của mộ dung khanh, hắn sẽ không mưu hại thái tử, lời nói của hắn rất chuẩn xác, chắc chắn là sự thật, hơn nữa chuyện này không chỉ có hạ thương mai làm chứng, mà còn có cả tăng nhân trong hoàng tự. Hoàng hậu khẽ cười một tiếng, bản vương biết vương ra trước giờ không thích thái tử, ngày trước cũng đã từng uy hiếp bản cung, muốn phế chuất thái tử, hoàng thượng đã giao cho ngài quyền lực như vậy, nếu ngươi muốn phê thái tử thì cứ hành động là được, hà tất gì phải nói dối như cội thế. Còn nói vương ý nhi là quận chúa lương quốc, quả thực là hoang đường, còn về tăng nhân đứng ra làm chứng là do vương gia chuẩn bị đưa đến, sợ là tăng nhân cũng chịu khuất phục trước uy phong của vương gia, giúp vương gia làm tròn lời nói dối này mà thôi. Là nói dối hay nói thật, sẽ biết ngay thôi. Hắn hạ lệnh, người đâu, mời thái tử ra đây. Hoàng hậu ngăn lại, vương gia, thái tử đang bị thương, Sợ là không tiện tham dự, thái tử tuy bất tài, nhưng cũng không chịu nổi sự mưu hại của thúc phụ, nếu vì vậy mà chịu kích động khiến vết thương càng nặng hơn, thì vương gia nỡ lòng sao? Vương gia là hoàng thúc của nó, sao phải vội vàng như thế? Mộ Dung Khanh nói, đã là luận tội thì ngài ấy cần phải có mặt, đây cũng là cơ hội cho ngài ấy thanh minh, nếu hoàng hậu thay ngài ấy từ bỏ cơ hội này, vậy bản vương không có ý kiến. Hoàng hậu thầm nghiến răng, nói, vương gia ép người một cách kỳ lạ như thế là đã định xong tội của thái tử sao? Một ngày chưa định tội thì nó vẫn trong sạch, vương gia lại hà khắc với nó như thế trước mặt bao nhiêu công thân đại thần, bản cung hoài nghi, cho dù vương gia có thực sự muốn thẩm vấn việc này thì cũng không được công bằng. Mộ dung khanh sầm mặt, hoàng hậu, đây là hội nghị triều đình, hậu cung vốn không được can thiệp, nếu hoàng hậu có ý kiến thì để sau hãng nói với bản vương. Nói rồi hắn hạ lệnh, truyền lệnh bản vương, mời thái tử lên, nếu thái tử không thể bước đi được thì khiêng lên thị vệ được lệnh liền đi ngay. Hoàng hậu mặt mày tái xanh, vương ra thật quá ngạo mạn, hoàng thái hậu cũng ở đây, chẳng nhẽ ngay cả hoàng thái hậu cũng không thể can dự vào chuyện này. Mộ dung khanh quay mặt về phía hoàng thái hậu hỏi, mẫu hậu đến nghe thôi phải không? Hoàng thái hậu thấy hắn không nói ra chuyện của nghi phi, trong lòng như chút được một gánh nặng, bà cảm thấy ban nãy mình cũng hơi lỗ mạng khi hoài nghi hắn, nghe thấy hắn hỏi vậy, hoàng thái hậu bèn nói, nếu đã là đại sự triều đình, ai ra cũng không quản được, cũng không nên can thiệp, chỉ là nghe nói có liên quan đến thái tử, ai ra thân là tổ mẫu mới đến đây nghe xem, nhưng ai ra cũng không đưa ra bất cứ quyết định nào cả. Mẫu hậu, hoàng hậu không ngờ hoàng thái hậu lại nói vậy, trong lòng oán hận sự thiên vị của bà, bà lo lắng cho toàn nhi như vậy, nhưng lại chẳng mảy may đoái hoài đến thái tử. Thái phó cho nàng ta một ánh nhìn cảnh báo, ý nói nàng ta đừng nói gì nữa, bây giờ còn chưa bắt đầu luận tội. Nàng ta lại phản đối cái này phản đối cái kia, Quả thực không ổn. Hoàng hậu thấy phụ thân nhìn sang liền âm thần ổn định lại, nhìn xung quanh mọi người rồi nói, mẫu hậu nói không sai, bản cung cũng không nên can dự vào. Thái tử mộ dung trịnh được khiêng đến, trông vô cùng yếu ớt, khuôn mặt trắng bệch không chút sức sống, đáy mắt không còn sự điên cuồng ngày trước, mà thay vào đó là sự áy náy và bất an lộ rõ. Thái tử sợ hãi nhìn mọi người xung quanh, hắn cúi đầu nói, hoàng thúc, ta biết sai rồi ta không nên vì mấy câu khiêu khích mà cho người bắt cóc Phương Ý Nhi, nhưng trước đó ta thư xê sự không biết đó là nữ nhân mà Hoàng Huynh thích, Hoàng Huynh cũng đã đánh ta rồi, ta biết sai rồi. Thái tử ngày trước luôn rất cao ngạo, mọi người chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của hắn, bây giờ hắn đâu còn chút khí phách nào của thái tử. Hắn khiến người ta cảm thấy đây chỉ là một tên nhóc làm chuyện sai phải nhận hình phạt, dáng vẻ này làm cho Hoàng thân quốc thích đều thấy đau lòng. Mộ Dung Khanh lại không hề chấp nhận, lạnh lùng nói, chuyện này tạm gác lại chưa nói, đợi lát nữa nhân chứng vào cung đầy đủ rồi hãng bàn, bây giờ bản vương hỏi ngươi, có phải hôm nay ngươi cho người đến khách sạn Duyệt Lai lấy trộm sừng huyết linh dương của Lưu Nguyệt không? Thái tử hoang mang, sừng huyết linh dương, ta không có, ta còn không biết sừng huyết linh dương là cái gì. Vậy sao, mộ dung khanh cười lạnh, không biết phải không, người đâu, mang lên đây. Mọi người nhìn ra ngoài, chỉ thấy cấm quân giải hai người vào, một người là thái giám toàn công công bên cạnh thái tử, người kia nhìn qua có vẻ đã bị dụng hình, sau đó bị lôi vào. Trương Kỳ, ai đã sai người đi trộm sừng huyết linh dương? Lương Thái Phó đột ngột đứng dậy, vương gia, vừa nãy người nói đến hai tội trạng của thái tử, chỉ nói là ngài ấy bắt cóc dân nữ và bất nhân bất hiếu với đại công chúa, bây giờ lại sinh ra tội danh ăn trộm, xem ra, vương gia thực sự có ý muốn phế chuất thái tử, chỉ là tại sao không có lời nào muốn thêm tội cho ngài ấy mộ dung khanh không thèm nhìn ông ta chứ không nói đến phản ứng lại tiếp tục thẩm vấn trương kỳ nói là ai sai ngươi đi trộm sừng huyết linh dương thái phó tức điên trong lòng càng tức giận thái tử hơn lời mộ dung khanh không coi là mưu hại tên tiểu tử đáng chết này thực sự đã làm chuyện đó vậy mà ban nãy hỏi hắn lại không nhắc đến nửa lời trương kỳ là tên bụi đời ở thành này ngày trước chuyên xưng bá ngoài chợ nhưng khi bước vào cung đối diện với uy thế của mộ dung khanh thì làm gì còn chút uy phong nào nữa hắn giơ tay chỉ toàn công công, môi run run nói, bẩm vương ra, là anh họ của tiểu nhân sai tiểu nhân đi trộm. Trương Toàn Long nổi giận, nghiêm trọng nói, người ăn nói linh tinh, ta sai người đi trộm sừng huyết linh dương bao giờ. Người nhận lệnh của ai rồi lại ở đây nói nam hàm hồ muốn mưu hại thái tử ra. Người có mấy cái mạng chứ? chương 385, thái tử thừa nhận. Trương Kỳ bị một tên thái giám như hắn quát như vậy, bản tính trỗi dậy, Hắn ta giận dữ nạt lại, rõ ràng là ngươi sai khiến, ngươi còn cho ta 100 lượng ngân phiếu. Dứt lời, hắn ta lấy từ trong túi áo ra 100 lượng ngân phiếu đặt trên mặt đất, vương ra, đây chính tờ ngân phiếu hắn cho tiểu nhân, nhưng sau khi tiểu nhân đưa sừng huyết linh dương cho hắn, thì hắn cũng không đưa thêm nữa, hắn còn nói tiểu nhân đừng tham lam quá. Thái tử nghe xong, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Trương Toàn Long, thực tế thì thái tử đã đưa 500 lượng để hắn cho người đi xử lý thỏa đáng chuyện này. Trương Toàn Long trước đây theo hầu bên cạnh thái tử, quen thói ngạo mạn, hơn nữa hắn biết hôm nay hoàng hậu và thái phó cũng có mặt, chắc chắn thái tử sẽ không sao, nên hắn không sợ mộ dung khanh, đột nhiên nói, bẩm thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương, xin người minh giám, nô tài chưa từng sai hắn ta đi trộm sừng huyết linh dương gì cả, mọi chuyện đều là do hắn ngậm máu phun người, muốn vu khống hãm hại nô tài. Cao ngựa sử lạnh lùng nói, người đang trả lời ai vậy? Hoàng Thái hậu và Hoàng hậu nương nương chỉ là ngồi nghe người không nghiêm túc thành thật trả lời vương gia mà lại đi hồi bẩm với Hoàng Thái hậu và Hoàng hậu người biết rõ hậu cung không thể can thiệp vào chính sự người như vậy không phải là đang hãm hại Hoàng Thái hậu và Hoàng hậu sao? Cao ngựa sử là người cực kỳ nhạy bén cũng công chính liêm minh chỉ chấp nhất với luật pháp lễ giáo vì vậy nên thấy trương toàn long làm càn như vậy ông ta liền tức giận lên tiếng sắc mặt của Hoàng hậu hơi khó chịu nhưng Hoàng Thái Hậu lại rất bình thản và tán thưởng, bà ta cho rằng trong triều nên có những lão thần như vậy để thiết lập những khuôn khổ phép tắc, nhằm quy phạm bá quan và họ hàng. Trương Toàn Long ngượng ngùng lên tiếng, vương ra, nô tài không phải ý đó, chỉ là bất ngờ bị vua oan như vậy nên có hơi tức giận không khống chế được bản thân, cho nên mới thất lễ như vậy. Mộ Dung Khanh cũng không chấp nhất sự thất thố của Trương Toàn Long, hắn bình thản lên tiếng hỏi, người nói người không có sai khiến hắn ta đi trộm sừng huyết linh dương, đúng không? nô tài tuyệt đối không có, nô tài dám lấy tính mạng lớn nhỏ của cả nhà nô tài ra để thề, nô tài không sai khiến hắn ta, hơn nữa, tuy hắn ta là biểu đệ của nô tài, nhưng từ sau khi vào cung, nô tài cũng đã lâu không gặp hắn ta. Trương Toàn Long nói rất rành mạch, thậm chí còn không tiếc mang tính mạng người nhà của mình ra thề, điều này khiến cho người khác cũng hơi tin tưởng lời của hắn. Mộ Dung Khanh lạnh lùng, được, người đã mạnh miệng như vậy, bổn vương sẽ khiến cho người phải tâm phục khẩu phục người đâu mang tôn nhị cẩu ra đây trương toàn long vừa nghe được lời này sắc mặt lập tức trắng bệch tôn nhị cẩu được đưa tới hắn ta quỳ xuống tiểu nhân tôn nhị cẩu tham kiến vương gia tôn nhị cẩu người làm nghề gì nghiêm vinh lớn tiếng hỏi tôn nhị cẩu sợ tới mức toàn thân run rẩy hồi bẩm đại nhân tiểu nhân tiểu nhân làm nghề khắc dấu ở chợ đông nói rõ hơn nữa nghiêm vinh giận dữ nói Tôn nhị cầu giật mình lên tiếng, dạ, dạ, tiểu nhân làm nghề khắc dấu, cũng thuận tiện, thuận tiện giúp khách giả chứng nhận của triều đình, ví dụ như giấy thông hành, dịch khoán, giấy chứng nhận có thể sử dụng xe ngựa của dịch trạm. Vậy ngươi đã gặp qua người này chưa, hắn có từng tìm người làm chứng nhận giả không? Nghiêm Vinh chỉ vào Trương Toàn Long hỏi. Tôn nhị cầu ngẩng đầu nhìn Trương Toàn Long, sắc mặt tái xanh gật đầu có, có, hắn là Toàn Công Công, thân cận của Thái Tử, đã ghé qua nhiều lần, hôm nay hắn kêu tiểu nhân làm một giấy thông thành. Giấy thông hành mang tên của ai? Tên, tên là Lý Kỳ. Có phải tờ này không? Nghiêm Vinh rũ ra một tờ giấy thông hành nhà nước, vứt trước mặt hắn ta, tôn nhị cầu chỉ liếc nhìn qua liền gật đầu nói, đúng, chính là tờ này. Nghiêm Vinh nói, chư vị vương gia, chư vị đại nhân, tờ giấy thông hành này lục soát được từ tên người Trương Kỳ, cũng đã chứng thực hắn ta đã dùng tờ giấy thông hành này để đăng ký vào ở trong khách điếm trưởng quỹ và tiểu nhị khách điếm cũng đã xác nhận hắn ta chính là người đã ở trò. Mộ Dung Khanh hừ lạnh một tiếng, Trương Toàn Long, người nói người không sai khiến Trương Kỳ đi trộm sừng huyết linh dương, vậy ngươi đưa cho hắn ta tờ giấy thông hành và một trăm lượng bạc để làm gì? Trương Toàn Long đảo mắt tới lui nhằm che giấu sự hoảng loạn trong lòng, việc này, quả thật nô tài có làm tờ giấy thông hành này, chẳng qua là do hắn ta cầu xin nô tài, nói rằng hắn ta đã gây chuyện ở Kinh Thành, sợ kẻ thù tìm đến tận cửa không dám ở trong nhà cho nên bảo nô tài làm giúp một tờ giấy thông hành để hắn ta tìm một khách điếm ở tạm. Còn một trăm lượng bạc kia cũng là do nô tài cho hắn ta dùng lúc cấp bách. Mộ Dung khanh giận dữ, khốn kiếp, người nói chuyện câu trước không ăn khớp với câu sau. Lúc nãy người còn nói từ lúc ngươi vào cung thì lâu rồi không gặp hắn ta, vậy tại sao hắn ta lại đi cầu xin ngươi? Còn nữa, một trăm lượng bạc này của ngươi từ đâu mà có? ngân phiếu là của ngân hiệu nhà nước phát hành, dựa vào bổng lộc trong cung của ngươi, cho dù 3 năm cộng lại cũng chưa tới 100 lượng bạc, cho dù được thì ngươi làm thế nào gửi vào được ngân hiệu nhà nước. Đã vậy còn hào phóng đưa cho biểu đệ đã lâu không gặp mặt nữa chứ. Lời lẽ sắc bén của mộ dung khanh đã khiến Trương Toàn Long khiếp sợ. Vốn dĩ hắn đã trột dạ, những lời nói dối do hắn tự bịa ra phút chốc trở nên nhợt nhạt và yếu ớt dưới sự hung hãn của mộ dung khanh. Hắn hết nhìn thái tử rồi lại nhìn thái phó, nhất thời không suy nghĩ được gì. Nói, Mộ Dung Khanh sao có thể để cho hắn kéo dài thời gian? Lập tức quát lên một tiếng. Cả người Trương Toàn Long run lên, cúi rạp xuống nói, "Nô tài, là nô tài bảo hắn ta đi trộm." Mộ Dung Khanh tiếp tục ép hỏi, "Thái tử bảo ngươi đi trộm sừng huyết linh dương để làm gì?" "Nô tài không biết, nô tài chỉ là phụng mệnh làm việc." Lương thái phó rất muốn tát hắn một cái. Hắn nói như vậy chẳng phải đồng nghĩa với việc thừa nhận là thái tử bảo hắn đi trộm sao? Tốt xấu gì hắn cũng ở trong cung lâu như vậy, vậy mà ngay cả lời nói bẫy của Mộ Dung Khanh mà hắn cũng không phát hiện ra được. Mọi người ngạc nhiên kêu lên, ai cũng không ngờ sừng huyết linh dương là do thái tử trộm. Trời ạ, à, ai cũng biết sừng huyết linh dương kia là dùng để cứu mạng công chúa đấy. Nhưng cho đến bây giờ thái tử vẫn không biết việc này, hắn ta mạnh miệng nói, đúng vậy là bản cung bảo hắn ta đi trộm đấy, nhưng cho dù bản cung có phạm lỗi, sao có thể nói bản cung bất trung, bất hiếu với trưởng công chúa chứ? Mộ Dung Khanh thu lại lửa giận trên mặt, thoạt nhìn vô cùng ôn hòa, hắn hỏi, "Được, vậy thái tử hãy cho bản cung biết người trộm sừng huyết linh dương để làm gì?" Thái tử đương nhiên biết không thể lấy cớ vui đùa để lấp liếm cho nên hắn ta tức tối nói, bởi vì bản cung biết phủ lương vương đang tìm sừng huyết linh dương bởi vì chuyện của một dân nữ mà hắn ta đã đánh bản cung sống dở chết dở, đã vậy còn đâm 38 nhát đao lên người bản cung nữa. Bản cung nuốt không trôi cục tức này, cho nên định trộm sừng huyết linh dương trước nhằm dọa hắn ta một phen. Không, ngươi là bởi vì nghe nói lương vương cần sừng huyết linh dương mới có thể sống được, ngươi không muốn cho hắn ta sống thế là ngươi cho người đi trộm sừng huyết linh dương đúng không? Ngươi muốn chặt đứt đường sống của lương vương, chặt đứt cơ hội sống duy nhất của hắn ta, có phải không? thái tử giãi bầy nói, không, không phải như vậy. Bản cung chỉ dự định chỉ là tạm thời giấu đi mà thôi, thật ra ta cũng không muốn để hắn ta chết. Được, nếu đã như vậy vậy thì sừng huyết linh dương đâu. Nếu chỉ giấu đi để dọa hắn ta vậy cuối cùng ngươi chắc chắn sẽ giao ra, đúng chứ? Mộ dung khanh hỏi. Thái tử im lặng một lát, nói tên cầu nô tài này làm việc bất cẩn khiến sừng huyết linh dương rơi xuống vách núi rồi. Mộ dung khanh đứng thẳng người, thu lại vẻ tươi cười trên mặt, dáng vẻ hờ hững, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm thái tử. Hoàng hậu nghe được mấy lời này, sắc hồng trên mặt chậm rãi nhạt đi, cuối cùng cả khuôn mặt trắng như tờ giấy. Trong lòng nàng ta đau đớn nói không nên lời, nàng ta biết những gì mộ dung khanh nói có lẽ đều sự thật. Thái tử thật sự muốn giết A Toàn. Họ hàng và bá quan nghe được đoạn đối thoại này, trong lòng ai cũng biết rõ. Thái tử là muốn giết Lương Vương, nhưng tại sao Lương Vương lại bị thương nặng như vậy? Ngược lại bọn họ nghe nói Lương Vương là bởi vì bị Hoàng hậu nương nương trách phạt, nhưng cũng chỉ có đánh bằng gậy mà thôi sao có thể nguy hiểm tới tính mạng được chứ? chương 386, Mục đích của Mộ Dung Khanh Hoàng Thái Hậu đang ngồi cạnh Hoàng Hậu, thấy đầu ngón tay bà ta đang run rẩy thì thâm thở dài, đúng là oan nghiệt. Thái tử ngẩng đầu lên nhìn Mộ Dung Khanh, mặc dù bản cung đã trộm sừng huyết linh dương, nhưng đó chỉ là cuộc tranh giành giữa huynh đệ bản cung và lương vương thôi, sao lại nói bản cung bất trung bất hiếu được. Nếu ý của Hoàng Thúc là sau khi bản cung bị hắn đâm ba mươi mấy nhát đao, mà vẫn có thể niệm tình hắn là huynh trưởng rồi hiếu thuận, vậy thì lượng thứ cho bản cung không phải thánh nhân, nên không làm được, Hoàng Thúc muốn xử trí thế nào thì cứ làm thế đó đi. Thôi đại nhân nói, Thái tử Điện Hạ, người cần sừng huyết linh dương không phải là lương vương Điện Hạ, mà là Trấn quốc công chúa. Thái tử sừng sốt, vô thức quay đầu nhìn về Lương Thụ Lâm đang đứng ngoài cửa, Lương Thụ Lâm cúi đầu, không dám nhìn vào trong điện. Bản, bản cung không biết chuyện này, thái tử biện minh, nhưng trong lòng lại hận không thể xé xác Lương Thụ Lâm. Mộ Dung Khanh bỗng đập mạnh xuống tay ghế, rồi lạnh lùng quát, người tưởng chỉ một câu không biết thì có thể chối bỏ trách nhiệm à. Vì ngươi lấy trộm sừng huyết linh dương, mà giờ Trấn quốc công chúa phải rơi vào tình trạng nguy kịch, người đã phạm tội bất chung bất hiếu rồi, thần là thái tử, lại không lo việc chính sự, suốt ngày chỉ biết làm mấy chuyện không đàng hoàng như trộm cắp, vì ân oán cá nhân, người cảm thấy sừng huyết linh dương là cơ hội sống duy nhất của lương vương, nên sai người đi lấy trộm để cắt đứt con đường sống của hắn, mà kệ sừng huyết linh dương là dùng cho ai, thì ngươi cũng đã phạm tội giết người. Thái phó lại đứng lên phản bác, vương ra, người nói câu này không được ổn thỏa cho lắm, thái tử đã nói, ngài ấy vốn chỉ lấy trộm sừng huyết linh dương để dọa lương vương thôi, chứ không hề biết nô tài đã làm mất nó, đây chỉ là lỗi vô ý, mặc dù thái tử làm sai nhưng vẫn có thể lượng thứ được, hơn nữa ngài ấy làm vậy cũng chỉ vì chuyện lúc trước, Lương Vương vì một dân nữ xông vào cung, mà không nể tình huynh đệ tổn thương thái tử, mặc dù cách báo thù của thái tử hơi mất lý trí nhưng vẫn có thể tha thứ được. Đồng thời, việc Lương Vương bị thương nặng cũng không liên quan đến thái tử, vương ra nói ngài ấy phạm trọng tội giết người là vô căn cứ, bản quan cho rằng tội này không được thành lập, cùng lắm chỉ là trả thù vì ân oán cá nhân thôi. Còn chuyện trưởng công chúa cần sừng huyết linh dương để cứu mạng thì thái tử không hề hay biết, mà người không biết thì không có tội, nên chuyện này không thể trách ngài ấy được." Mộ Dung Khanh lạnh lùng nói, người không biết không có tội. Bản vương muốn hỏi thân thích hoàng gia và đại thần trong triều, có ai không biết chuyện sừng huyết linh dương dùng để cứu mạng công chúa không? Mọi người im lặng một lúc, rồi đồng loạt hô biết, bởi vì vương gia đã dán hoàng bảng tìm kiếm sừng huyết linh dương rồi, sao bọn họ lại không biết được chứ? Bản Vương đã dán hoàng bảng, rồi bỏ ra một số tiền lớn để tìm sừng huyết linh dương, hễ là người quan tâm đến công chúa thì đều biết chuyện này, thế mà thái tử lại nói không biết, thật nhảm nhí, trước đây ngươi đã tới phủ công chúa thăm nàng ấy mấy lần rồi, sao lại không biết chuyện này được. Thái tử tức giận nói, hoàng thúc đừng nói nhăng nói cuội, bản cung thật sự không biết chuyện này, bản cung quan tâm trưởng công chúa, nhưng bản cung không phải đại phu, làm sao biết được nàng ấy cần thuốc gì chứ. Hơn nữa việc hại chết trưởng công chúa chẳng có ích lợi gì với bản cung. Dù sao bản cung cũng phải có một động cơ để giết nàng ấy chứ đúng không? Mộ Dung Khanh lạnh lùng nói, hôm người đi tới cổng phủ công chúa, có người đã nghe thấy người hỏi tên gác cổng rằng, có phải công chúa cần sừng huyết linh dương để cứu mạng đúng không? Tên gác cổng trả lời đúng thế, hỏi xong, ngươi còn lẩm bẩm rằng bản cung nhất định phải lấy được sừng huyết linh dương, có tên gác cổng làm chứng, ngươi còn không chịu thừa nhận. Thái tử nghe thấy những lời vu khống này thì nổi giận, người đừng ngậm máu phun người, quả thật bản cung đã đến phủ công chúa, nhưng không hề nói gì với tên gác cổng, mà chỉ nhìn thấy tiểu tiện nhân đó đi ra ngoài, biết nàng ta là ý trung nhân của tên phế nhân lương vương kia, nên sai người bắt nàng ta đi ngay, không hề nán lại một giây nào, được lắm mộ dung khanh, người muốn định tội bản cung thì phải lấy bằng chứng ra đây, chứ đừng dựa vào những lời vu cáo trống không như thế. Im miệng, hoàng hậu giật mình, rồi bật dậy, ngươi đừng nói lung tung nữa." Thái tử sửng sốt, hơi mơ màng nhìn hoàng hậu, không biết mình đã nói sai chuyện gì. Mộ Dung Khanh u ám nói, "Lúc trước ngươi nói ngươi bắt vương Ý nhi đi, là vì nàng ta đã khiêu khích sỉ nhục ngươi, ngươi vì nhất thời nóng giận mới bắt nàng ta đi, nhưng giờ ngươi lại nói rằng nhìn thấy nàng ta đi ra ngoài, không biết nàng ta là ý trung nhân của Lương Vương, nên bắt nàng ta đi ngay, ngươi nói thử xem rốt cuộc câu nào của ngươi mới là thật đây?" thái tử giận dữ nói ngươi thật xảo quyệt không ngờ ngươi lại lừa bản cung bản cung không hề nói mâu thuẫn là do nàng ta khiêu khích bản cung trước rồi bản cung biết được nàng ta là ý trung nhân của lương vương nên mới bắt nàng ta đi để báo thù không sai bản cung thừa nhận mình cố ý trả thù lương vương nhưng vương ý nhi đó cũng đâu bị tổn thương gì bản cung chỉ bắt nàng ta đến hoàng tự nghe kinh phật thôi nếu ngươi muốn trừng phạt bản cung thì bản cung chỉ có một tội danh này nhưng vì một dân nữ mà ngươi làm to chuyện như thế, thậm chí còn triệu tập bá quan và thân thích vào cung để nghị tội. Là cố ý nhăm vào bản cung, với ý đổ bịa đặt tội danh phế chuất bản cung để mình leo lên hoàng vị, thỏa mãn dã tâm bá quyên của ngươi, đúng không? Lương Thái phó tán thành lời chất vấn của Thái tử, rồi kỳ lạ nói, không sai, hôm nay vương ra hỏi tội cũng hoàn toàn không có cơ sở, mà chỉ thuận miệng bịa ra một tội danh rồi làm quá lên, để mọi người cảm thấy Thái tử là người không có đức hạnh, rồi kích thích mọi người phế chuất thái tử, bụng giả vương ra thật khó lường. Mộ Dung Khanh rất bình tĩnh nói, chẳng mấy chốc các ngươi sẽ biết, là do bản vương bịa đặt tội danh hay là do thái tử thật sự không có đức hạnh. Hắn nhìn về phía phó tông trưởng bảo an vương rồi hỏi, hoàng thúc, tiểu vương muốn hỏi hoàng thúc một câu, nếu hôm nay thái tử cưỡng bức quận chúa lương quốc, rồi cưỡng ép giam giữ để thuộc hạ của mình làm nhục nàng ấy, thì nên định tội gì? Bảo an vương nói, nếu đúng là tội danh này thì phết, Mộ Dung Khanh gật đầu, trầm giọng nói: "Được, nói đến đây, Bản Vương sẽ phân tích đầu đuôi câu chuyện, để giải đáp thắc mắc trong lòng mọi người." Lúc nãy Thái phó nói Bản Vương hỏi tội không có cơ sở, mà chỉ thuận miệng bịa ra một tội danh, nhưng mọi chuyện đều bắt nguồn từ một người, đó chính là Hoàng hậu, vì sự bất công của Hoàng hậu đã tạo nên một thái tử lạnh lùng hống hách, cũng khiến Lương Vương chịu nhiều oan ức và chửi rủa, mọi người đều biết Lương Vương Mộ Dung toàn là người tàn bạo, nhưng chuyện này là thật ư? Ngươi đang nói bậy gì đấy? Hoàng hậu không ngờ cuối cùng mộ dung khanh đã đẩy mọi tội danh lên đầu mình, nên nhất thời bùng lên lửa giận. Rất nhiều người xem đến đây mới chợt vỡ lẽ, hôm nay vương gia không phải nghị tội thái tử, mà là đương kim hoàng hậu, quả thật nghị tội hoàng hậu có thể dung cây dọa khỉ, làm thái phó khiếp sợ, một mũi tên chúng ba đích. Chuyện thái tử không có năng lực là sự thật, trước mắt việc thái tử đã làm gì, có bị phế chuất hay không đã không còn là chuyện quan trọng nhất nữa, nhưng hành động của hoàng hậu và thái phó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc chiến tranh giành hoàng quyền điều này cũng có nghĩa là thật ra cuộc tranh giành này đã sớm triển khai trong triều đình rồi chỉ là rất nhiều ngoại thần vẫn chưa hay biết gì thôi mọi người đoán rất đúng nhưng mộ dung khanh vẫn còn một mục đích nữa đó là hắn muốn cắt đứt những chuyện hoàng hậu định làm trước đó hoàng hậu từng nói muốn dành phong hiệu cho lương vương mặc dù hắn vẫn là hoàng tử nhưng lại khác biệt hoàn toàn với thân vương hoàng tử không thể nắm thực quyền, nhưng thân vương thì có thể, thân vương là người nắm giữ binh quyền, phong ấp. Vân còn một điều nữa, đó là hắn muốn đính chính lại thanh danh của lương vương, để mọi người biết rõ, lương vương mà bên ngoài đồn đại là thô bạo độc ác, là do có người cố ý bôi đen hẳn. Tại sao mộ dung khanh lại đính chính lại thanh danh cho lương vương, mấy năm qua, hắn không nói giúp lương vương, cũng không điều tra người đứng sau chuyện này. Bởi vì lúc đó dù Lương Vương có là ai đi chăng nữa, cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của hắn, mà khi đó Lương Vương cũng chỉ muốn một cuộc sống bình thường mà thôi. Nhưng giờ thì khác rồi, giờ trong lòng hắn đã nảy sinh ý định muốn phế chuất thái tử, phải đính chính lại thanh danh cho Lương Vương, để thân thích và bá quan cùng biết, con người thật của Lương Vương. chương 387, nhắm vào Hoàng hậu. Rất nhiều đại thần nhìn xa trông rộng đã biết được ý đồ phía sau của mộ dung khanh, nên nhất thời tinh thần phấn chấn, bởi vì đức hạnh của thái tử đã khiến bọn họ không thể nhìn thấy tương lai của đại chu nếu cuối cùng đại chu phải giao vào tay hạng người này thì sớm muộn gì cũng bị diệt phong tất nhiên mọi người vẫn sẽ tạm thời giữ lại lương vương nhưng nếu mộ dung khanh nói lương vương mà mọi người nhìn thấy là do có người cố ý bôi đen hắn vậy thì mọi người đều muốn biết lương vương thật sự là người thế nào mộ dung khanh phớt lờ sự tức giận của hoàng hậu rồi nói tiếp lúc lương vương 13 tuổi bị ngã gãy chân Chắc chắn mọi người đều nghe nói rằng là do hắn bất cẩn nên bị ngã, nhưng sự thật là do thái tử gây ra, tạm thời chúng ta không truy xét nguyên do tại sao lúc đó thái tử lại hại lương vương bị thương. Rõ ràng hoàng hậu biết được chân tướng, nhưng lại hạ lệnh phong tỏa mọi chuyện, tất cả cung nữ biết được chuyện này đều bị đuổi ra khỏi cung. Sau khi lương vương bị thương tật không được bao lâu, thì hoàng thượng lập ngôi vị thái tử, Mộ Dung Trịnh được phong làm thái tử, bản vương muốn hỏi các vị đại thần hoàng thân quốc thích, nếu ban đầu lương vương không bị thương, thì ngôi vị thái tử sẽ thuộc về ai? Trước giờ mộ dung khanh chưa từng nói những lời như vậy, hắn luôn là người không nói hai lời, nhưng rõ ràng tối nay hắn định nói ra chuyện này bằng cách kể chuyện. Câu chất vấn cuối cùng đã khiến thái tử mộ dung trịnh nổi điên, lạnh lùng nói, mộ dung khanh, người đừng nói nhăng nói cuội, lúc đó là do hắn tự ngã gãy chân, không liên quan gì đến bản cung. Hơn nữa, mẫu hậu không hề thiên vị ai cả, lúc đó phụ hoàng cảm thấy hắn không có đủ đức hạnh, nên mới không lập hắn làm thái tử, người nói như vậy chẳng khác nào đang chất vấn sự anh minh của phụ hoàng. Người to gan lắm. Lương Thái Phó cũng lạnh lùng nói, hóa ra hôm nay vương ra mượn cớ nghỉ tội để nói những lời sằng bậy, vừa làm to chuyện nói thái tử phá hoại quan hệ ngoại giao, vừa nói thái tử bất trung bất hiếu, nhưng lại lật lại một đống nợ cũ, chuyện đã trôi qua nhiều năm như vậy, ai mà biết được thật giả thế nào. Mộ Dung Khanh nhìn Hoàng hậu, Hoàng hậu, bản vương đang nói nhăng nói cuội à. Sắc mặt Hoàng hậu trắng bệch, rồi buôn bã nói, vương gia biết rõ đây là nỗi đau trong lòng bản cung, nhưng lại không ngại vạch ra trước mặt các vị đại thần hoàng thân quốc thích. Mặc dù chuyện đã trôi qua nhiều năm, nhưng hôm nay từng câu từng chữ mà vương gia nói, đều như một nhát dao đâm vào tim bản cung vậy. Mộ Dung khanh cười khẩy, thế à, hoàng hậu cũng biết đau lòng ư, điều này chứng tỏ bà không phải là một mẫu thân vô tâm, nhưng bà xem thử bà đã làm những gì. Nếu bản vương muốn điều tra sự thật năm đó sẽ rất dễ dàng, hoàng hậu tưởng trên đời này thật sự không còn nhân chứng nào sao hoàng hậu nắm chặt tay ghế móng tay như muốn đâm sâu vào trong sắc mặt cũng trở nên tái nhợt hoàng thái hậu lạnh lùng ra lệnh a à, khanh người nói tiếp đi mộ dung khanh rời mắt khỏi mặt hoàng hậu rồi nói tiếp không sai sau khi lương vương bị thương quả thật hoàng hậu đã tỏ ra thương xót rất chân thành nên bà ta đã khẩn câu cho lương vương làm thân vương rồi xin phong ấp binh mã với mục đích bù đắp tổn thất cho hắn nhưng đồng thời bà ta cũng sợ lương vương sẽ gây khó dễ cho thái tử nên từ lúc lương vương rời cung xây phủ đệ bà ta luôn phái người ẩn nấp trong phủ hân để giám sát nhất cử nhất động của hắn đến giờ người được hoàng hậu phái đi giám sát vẫn đang ở trong vương phủ nếu các vị muốn biết bản vương có thể bắt người đó tới đây cùng lúc đó thái tử cũng sợ lương vương sẽ ghi hận mình đã tổn thương hắn năm đó vì muốn mọi người chán ghét lương vương hắn đã xúi dục hoàng hậu nạp rất nhiều thiếp vào lương vương phủ nhưng sau khi mấy tỷ thiếp này bước vào phủ, thì vô duyên vô cớ chết, trước khi chết còn bị hành hung nữa. Dân già lan chuyên tin đồn, nói lương vương vì tàn tật mà tâm lý vặn vẹo, tàn bạo, xuống tay tàn nhân với mấy tỷ thiếp vô tội. Hoàng hậu đều nhìn thấy rõ mấy chuyện này của thái tử, nhưng bà ta lại lấy tình cảm ra đánh động lương vương. Bảo hắn hãy tha thứ cho sự tùy hứng làm bậy của đệ đệ, bởi vì hắn ta là đương kim thái tử, nên không thể để danh tiếng bị hủy hoại được, lương vương vì chữ hiếu không nỡ tổn thương hoàng hậu, nên cứ nhãn nhịn, nhún nhường hết lần này đến lần khác. Mọi người đều hít một ngụm khí lạnh, không ngờ lương vương lại chịu nhiều nỗi đau như thế. Nhưng hoàng hậu lại cười khẩy, luôn lắc đầu cười nói thật vớ vẩn. Bản vương có nói vớ vẩn hay không, thì lát nữa át có nhân chứng nói cho mọi người biết. Mộ dung khanh lạnh lùng liếc nhìn bà ta, rồi nói tiếp nhiều năm như vậy, lương vương cứ thế hứng chịu sự tổn thương của mẫu thân và đệ đệ, cho đến mấy ngày trước, vương phi của bản vương cũng biết về y thuật, nên nói với lương vương rằng, nàng ấy có thể chữa trị vết thương ở chân cho hắn, nhưng lại bị hoàng hậu phản đối, hoàng hậu đang kiêng kỵ điều gì thế. Bà ta thấy bản vương coi trọng lương vương, sợ hắn nằm đủ quyền chính trị rồi sẽ tranh giành với thái tử, nên bà ta lại triệu kiến lương vương lần nữa, dùng tính mạng của vương ý nhi ý trung nhân của hắn để uy hiếp ép hắn phải chủ động từ bỏ việc chính trị, vì bà ta biết. Lương Vương không thể trở thành thái tử là vì hắn bị tật, nếu hắn khỏi bệnh, chắc chắn hoàng thượng sẽ xem xét lại chuyện thái tử. Lương vương lại nhượng bộ lân nữa, nhưng thái tử vẫn không chịu buông tha, thấy vương ý nhi tới phủ công chúa thông báo tung tích của sừng huyết linh dương, hắn liên bắt nàng ta đi, hơn nữa còn căn dặn thuộc hạ của mình tùy ý làm nhục nàng ta, cũng may vương phi, mẫu thân vương ý nhi, và lưu nguyệt bang chủ diêm bang lương quốc chạy tới kịp, nên vương ý nhi mới không bị làm nhục, lúc nãy bản vương đã nói chuyện này rồi, tăng nhân trong hoàng tự đều có thể làm chứng. Cuối cùng, Lần khiêu khích này của thái tử đã khiến Lương Vương bùng nổ, hắn xông vào đông cung, đánh thái tử một trận, rồi đâm thái tử 38 nhát kiếm, nhưng dù gì thái tử cũng là đệ đệ mình, nên 38 nhát kiếm đó đều không đâm trúng chỗ hiểm, vì vậy, giờ thái tử vẫn có thể hống hách trước đại sảnh được. Nhưng vì chuyện đánh đập thái tử, mà Lương Vương bị hoàng hậu trừng phạt nặng, đánh hắn 60 trượng bằng đại trượng mận gai, còn tuyên bố muốn tước phong hiệu thân vương của hắn, đày xuống làm hoàng tử. Mộ Dung Khanh nói đến đây, bỗng bị bảo an vương cắt ngang, không đúng, hoàng hậu nương nương đã bàn bạc với bản vương về chuyện này, nó chỉ đánh lương vương 30 trượng thôi, chứ không hề nhắc đến chuyện phạt 60 đại trượng mận gai, hoàng hậu nương nương cũng đề cập đến việc tước phong hiệu thân vương, nhưng chuyện này bản vương vân đang cần nhắc, nên chưa chịu tập thân thích đến bàn bạc. Hoàng thúc, không bằng chúng ta hỏi thẳng hoàng hậu xem, là phạt 60 đại trượng mận gai hay 30 trượng? Mộ Dung Khanh quay đầu nhìn Hoàng hậu, chuyện này là thật sao? hoàng hậu tự nói thử xem mình đã trừng phạt lương vương thế nào. Hai mắt hoàng hậu như muốn phun ra lửa, bà nhìn chằm chằm mộ dung khanh, biết nhân vật chính hôm nay là mình, mộ dung khanh định vạch chân chuyện ba mẹ con bà trước mặt hoàng thân quốc thích và đại thần. Hoàng thái hậu thấy bà không lên tiếng, thì lạnh lùng quát, người nói đi, là 30 trượng hay 60 trượng. Hoàng hậu ngẩng đầu lên, cầm nhọn đến mức lạnh thấu xương, 60 đại trượng mận gai, tội huynh đệ tương tàn, hơn nữa người bị thương còn là đương kim thái tử, bị phạt 60 trượng cũng không có gì quá đáng. Bảo An Vương không ngờ hoàng hậu lại lừa mình, nên tức đến mức mặt đen như đít nồi, 60 trượng thì không có gì quá đáng, nhưng 60 đại trượng mận gai thì khác, đại trượng mận gai trong hậu cung đều có gai nhọn, nếu đánh 60 trượng, cho dù có thể sống sót thì hai chân cũng bị phế, hoàng hậu nhãn tâm đến thế ư? Nếu mọi chuyện đúng như những gì Nhiếp Chính Vương nói lúc nãy, Lương Vương chỉ vì bất đắc dĩ Vậy thì ngươi cũng phải xem xét hậu quả để xử lý chứ, đó là nhi tử thân sinh của ngươi đấy, sao ngươi có thể xuống tay như vậy? Ngươi thật sự muốn đánh hắn tàn phế đến chết ngươi mới hài lòng ư? Hơn nữa, thân làm hoàng hậu mà lại che giấu sự thật với bản. Vương, Bản Vương là phó tông trưởng, phụ trách quản lý nội ngoại vụ hoàng cung trong lúc hoàng thượng bị bệnh nặng, vậy mà hoàng hậu cố ý che giấu để Bản Vương đưa ra phán quyết sai lầm, điều này chẳng khác nào hãm hại Bản Vương làm chuyện bất nghĩa hả? À? chương 388, bỏ của chạy lấy người. Vẻ mặt hoàng hậu xám xịt, nhưng không thể giải thích một câu nào, lương thái phó cũng nhất thời không còn gì để phản bác, đành phải trơ mắt nhìn đại thần bên dưới xì xào bàn tán. Mộ dung khanh thấy vậy thì ra hiệu với nghiêm vinh, nghiêm vinh liền hiểu ý, xoay người đi ra ngoài. Nhân chứng đã sớm đợi ở bên ngoài rồi, nhưng hắn lại công bố chuyện của hoàng hậu trước khi nhân chứng đi vào đây, bởi vì chuyện mà hoàng hậu làm vẫn chưa đủ để hỏi tội, nhưng lại có thể khơi dậy sự tức giận của mọi người. Nhân lúc mọi người bên dưới đang xôn xao bàn tán, hắn nói nhỏ với hoàng hậu một câu, người bên cạnh không nghe rõ hắn nói gì, chỉ có một mình hoàng hậu là nghe thấy, lát nữa, hoàng hậu có thể thừa nhận hoặc không thừa nhận chuyện đó, nhưng nếu bà phủ nhận, ta sẽ công khai chuyện của nghi phi và thái tử, bà tự cần nhắc rồi đưa ra quyết định đi. Người uy hiếp bản cung, hoàng hậu nghiến răng nghiến lợi hỏi. Mộ Dung Khanh khẽ cười, tôi cũng học từ hoàng hậu thôi, chẳng phải bà cũng uy hiếp A à Toàn như thế à? Hắn đã chịu đựng bao nhiêu oan ức, thì tối nay Hoàng hậu cũng phải hứng chịu bấy nhiêu, nhưng Hoàng hậu đừng nên cảm thấy mình oan ức, bởi vì đây là sự thật. Nói xong, hắn ngồi thẳng dậy, vẻ mặt lạnh lẽo, phất lờ khuôn mặt tức đến dữ tợn của Hoàng hậu. Tăng nhân trong Hoàng tự đi vào tầm điện trước, rồi kể lại chuyện đã xảy ra trong Hoàng tự hôm đó ra, tất nhiên đã che giấu chuyện của Nghi Phi rồi. Nói cách khác, lúc vương phi dẫn người đến đó hai tên tay sai của thái tử đang định xuống tay với quận chúa đúng không vậy xin hỏi đại sư nếu vương phi tới chế một bước vậy hậu quả sẽ thế nào nghiêm vinh hỏi tăng nhân đó im lặng một lát rồi trả lời người xuất gia không dám nói những chuyện dơ bẩn quận chúa gì chứ nàng ta là một tiện nhân là tiện nhân mà tên phế nhân đó thích thái tử nghe đến đây thì mất hết kiên nhẫn nghe tăng nhân kể xong thì không còn để ý đến thân phận nữa mà hét lên im miệng, hoàng thái hậu tức giận quát, thần là thái tử, mà mở miệng là tiện nhân, phế nhân, phế nhân đó là huynh trưởng ngươi, là người bị ngươi hại đấy. Hoàng tổ mẫu, hắn đang vu khống bản cung, rõ ràng nàng ta là một con tiện nhân, thế mà hắn lại đội lên người nàng ta chức danh quận chúa lương quốc, rõ ràng đang vu khống bản cung làm tổn hại quan hệ ngoại giao giữa hai nước, mục đích của hắn là muốn đoạt hoàng vị, sao hoàng tổ mẫu có thể hồ đồ như thế chứ? Hắn là người xấu, là loạn thần tặc tử muốn cướp ngôi người đừng mắc lừa hắn thái tử gấp gáp nói đúng là ai ra rất hô đồ hoàng thái hậu tức đến mức run rẩy người đừng nói chen vào là thật hay giả thì lát nữa sẽ biết ngay thôi tăng nhân vừa lui ra ngoài thì thái tử tống đoan dương của lương quốc và vương ý nhi đi vào tầm điện rõ ràng ý nhi hơi sợ hãi cũng hơi tò mò vẻ mặt ai cũng nghiêm túc như vậy là vì ra mặt cho đại đầu ca ca sao nàng nhìn về phía trung tâm khi nhìn thấy Hoàng thái hậu thì chợt nghĩ tới bà nội mà Đại Đầu Ca Ca từng nhắc đến, nên vui vẻ chạy tới. Người là bà nội của Đại Đầu Ca Ca ạ. À. Ý Nhi, không được vô lễ, đó là đương kim Hoàng thái hậu." Tống Đoan Dương nói. Ý Nhi nhất thời ngừng bước, rồi miễn cưỡng thu tay về, lắp bắp giải thích: "Ta, ta xin lỗi, ta chỉ hơi kích động khi nhìn thấy bà nội của Đại Đầu Ca Ca thôi, ta từng nhìn thấy chân dung bà ấy rồi, là do Đại Đầu Ca Ca vẽ cho ta xem." huynh ấy nói đây là bà nội của huynh ấy ngươi tên là ý nhi đại đầu ca ca mà ngươi nói là toàn nhi đúng không hắn từng vẽ chân dung ai ra trước mặt ngươi à hoàng thái hậu nhìn ý nhi hỏi ý nhi gật đầu thành thật trả lời đúng vậy lúc huynh ấy vẽ còn nói đây là người duy nhất thật lòng yêu thương huynh ấy trên đời này huynh ấy vẽ rất nhiều bức trong nhà ta vẫn còn mấy bức người có cần nó không để ta tặng cho người Câu nói bâng quơ này đã làm Hoàng Thái Hậu ngẩn người trong chốc lát, rồi đau lòng rơi lệ, sau khi trừng mắt nhìn Hoàng Hậu oán hận, thì gọi ý nhi tới, người nói cho ai ra biết, có phải Thái Tử đã bắt cóc ngươi đúng không? Bọn họ đã bắt nạt ngươi chưa? Ý nhi quay đầu liếc nhìn Thái Tử, rồi gật đầu đáp là hắn, hắn nói muốn đại đầu. Lương Vương ca ca đau lòng, nên tìm hai tên tay sai tới làm nhục ta, hắn là người xấu, nhưng cứ nói Lương Vương ca ca là người xấu, đã khiến người chịu tuổi thân rồi. Hoàng Thái Hậu nhìn Tống Đoan Dương, thấy khuôn mặt điển trai của hắn hiện lên sự tức giận, mặc dù đã cố gắng kiêm chế nhưng vẫn có thể nhìn thấy rất rõ. Bà thở dài, rồi lại nhìn mộ dung khanh, ra hiệu cho hắn xử trí việc này. Hoàng Thái Hậu, Vương gia, Tống Đoan Dương vừa ngồi xuống đã khẽ nói, lần này bản cung tới đây là muốn nghe lời giải thích của Đại Chu, về chuyện nữ nhi của bản cung đã xảy ra trong kinh thành Đại Chu, hơn nữa người chói nàng ấy đi còn là Thái tử Đại Chu, cho dù bản cung chịu bỏ qua, e là chuyện này mà chuyên về nước, hoàng đế và bách tính của đại lương ta cũng sẽ rất tức giận. Hoàng hậu lạnh lùng nói, theo bản cung biết, điện hạ vẫn chưa có con nối dõi thì phải. Sao tự nhiên lại có một nữ nhi sống trong kinh thành đại chu ta vậy? Tống đoan dương tức giận nói, hoàng hậu nói vậy là sao? Bà đang ám chỉ bản cung và nhiếp chính vương thông đồng vu khống thái tử các người à? Bản cung không có ý đó, nhưng thái tử điện hạ còn chưa có con nối dõi bỗng có thêm một nữ nhi không khỏi làm người khác sinh nghi hoàng hậu lạnh nhạt đáp tống đoan dương cũng lạnh lùng nói hoàng hậu nghĩ bản cung vì muốn thông đồng với nhiếp chính vương các người mà cố ý thừa nhận một nữ nhi đồng thời còn dẫn nàng ấy về đại lương rồi ghi vào sử sách hoàng gia là quá vĩ đại rồi đến lúc đó thái tử có dẫn nàng ta về hay không thì ai biết được hoàng hậu nói nếu hoàng hậu không tin vậy sao không nhỏ máu kiểm nghiệm đi tống đoan dương nói hoàng hậu im lặng không nói gì thái tử nói bản cung còn không biết nàng ta là quận chúa lương quốc thì ai biết được mối quan hệ vớ vẩn này của mấy người chứ tống đoan dương lạnh lùng nói thái tử nói vậy là nếu ý nhi không phải là nữ nhi của bản cung mà chỉ là một dân nữ thì ngươi có thể tùy ý bắt nạt à nếu thế thì con gái đại chu cần phải cảnh giác thái tử hoàng đế tương lai của các người sẽ là một bạo quân xem mạng người như cỏ rác. Ngươi, thái tử nổi giận, ngươi nói bậy. Nhưng Tống Đoan Dương phớt lờ hắn, mà nhìn mộ dung khanh, vương gia, dù chuyện này thế nào thì vương gia cũng phải cho bản cung một lời giải thích, bằng không, sau khi về nước, bản cung sẽ chấm dứt việc ngoại giao với đại chu ngay. Thái độ của hắn rất cứng rắn, cũng rất tức giận, mấy đại thần thân thích đều hiểu rõ vì sao hắn tức giận, đường đường là quận chúa Lương Quốc, lại bị ức hiếp như thế, nếu chuyện này chuyên ra ngoài, mặt mũi lương quốc biết để đi đâu. Nghe hắn nói muốn chấm dứt việc ngoại giao với đại chu, các đại thần thân thích đều sốt sắng. Mộ Dung Khanh nói, thái tử đừng nóng nảy, bản vương chắc chắn sẽ cho điện hạ một lời giải thích, điện hạ cứ trở về trước đi, bản vương bảo đảm, trong vòng ba ngày, bản vương sẽ đích thân tới trạm dịch để tạ tội. Tống Đoan Dương nghe xong thì đứng dậy nói, được, vậy bản cung đợi lời giải thích của nhiếp chính vương. Nói xong, hắn dẫn ý nhì ra khỏi điện. Chuyện đã được hỏi đến nước này, sau khi liên kết mọi việc, kể cả chuyện sừng huyết linh dương, thì mọi người có thể nhìn ra thái tử cố ý nhắm vào lương vương, cuộc chiến giữa hai huynh đệ này là do hắn khơi mào trước. Nhưng rõ ràng mộ dung khanh vẫn chưa chịu bỏ qua, mà liên tục chuyên vào nhân chứng vào, kể cả nội ứng vẫn luôn ẩn nấp trong vương phủ, đều đi vào điện làm chứng, chỉ thẳng hoàng hậu và thái tử là người sai khiến. Mới đầu hoàng hậu còn có thể biện minh mấy câu, nhưng đến cuối cùng, bà dứt khoát giữ im lặng, để mặc mọi tội danh đổ lên đầu mình và thái tử. Bà thật sự bị mộ dung khanh dọa sợ rồi, câu nói công khai chuyện của thái tử và nghi phi đã làm bà không dám nổi giận. Cuối cùng mộ dung khanh không nói gì nữa, mà giao toàn quyền quyết định cho phó tông trưởng Bảo An Vương. Bảo An Vương im lặng một lát, rồi ngẩng đầu lên nhìn những người có mặt tại đây, thái tử không có đức hạch, tàn bạo, ích kỷ, hẹp hòi, không niệm tình huynh đệ, đã không thể gánh vác trọng trách của thái tử, sao chúng ta có thể giao giang sơn rộng lớn của đại chu ta cho một người như vậy chứ cả người hoàng hậu run lên nhìn chằm chằm bảo an vương bảo an vương lại im lặng một lúc rồi nói tiếp về chuyện sừng huyết linh dương mặc dù thái tử nhắm vào lương vương điện hạ nhưng lại hại trấn quốc công chúa mất đi cơ hội chữa trị chẳng khác nào hại chết công chúa còn việc xử trí thế nào thì bản vương phải tiến hành bàn luận với các vị thân thích đã lương thái phó bỗng đứng dậy nói vương gia không cần bàn luận đâu tất cả sai lầm mà thái tử phạm phải đều do hoàng hậu sai khiến. Không ai nhìn thấy mộ dung khanh đang cười khẩy, ngoài trừ hoàng hậu đang nhìn hắn không chấp mắt. Trong lòng bà ta nhất thời nguội lạnh, hôm nay hắn không phải muốn phế thái tử, mà là muốn phế hậu. chương 389, phế hậu. Lương Thái Phó vừa dứt lời, các đại thần thân thích đều khiếp sợ. Bảo An Vương hỏi, Lương Thái Phó, nếu không có bằng chứng cụ thể, thì ngươi đang phạm phải tội lớn, là Vu Khống hoàng hậu đấy. Lương thái phó từ tốn bước ra khỏi hàng, nhìn hoàng hậu đau xót, rồi quay đầu nhìn các đại thần thân thích, ánh mắt hiện lên vẻ đau buồn khôn xiết, hôm nay bản quan mới biết được chuyện này, nhưng thái tử đã cầu xin bản quan, nói rằng ngài ấy sẽ gánh tội thay cho hoàng hậu, nên không cho phép bản quan tiết lộ chuyện này, mắt thấy thái tử hiếu thuận như thế nhưng lại bị mọi người chỉ trích, bản quan lòng đau như cắt, thật ra mọi chuyện đều do hoàng hậu đứng sau giật dây, bà ta không biết phương ý nhi là quận chúa Lương quốc mà chỉ nghĩ rằng nàng ta là dân nữ đại chu, vì không muốn cho lương vương cưới nàng ta, bà ta đã xúi dục thái tử bắt nàng ta, thái tử sợ tổn thương đến tình cảm huynh đệ, lại không dám chống lại mệnh lệnh của mẫu hậu, nên lén lút sai người đi thông báo cho bản quan để nghĩ cách. Sau khi bản quan biết được đã âm thầm sai người đi thông báo cho Vương Phi để giải cứu Vương Ý Nhi, mọi người cứ nghĩ kỹ lại thì biết, nếu thái tử thật sự muốn giết Vương Ý Nhi, thì đã xuống tay ở trên đường rồi, hà cớ gì phải đưa nàng ta tới hoàng tự vì ngài ấy biết tăng nhân trong hoàng tử tử bị, chắc chắn sẽ nghĩ mọi cách để ngăn cản, nên mới kéo dài tới khi vương phi tới cứu. Còn chuyện sừng huyết linh dương, thì thái tử thật sự không biết, là do Trương Toàn Long được hoàng hậu sai bảo gây ra, sau khi làm xong, Trương Toàn Long mới thông báo chuyện này cho thái tử, thái tử liên sai người đi thông báo cho bản quan ngay, đúng lúc đó, vương ra triệu tập các vị đại thần thân thích để mở nghị đình, thái tử biết rõ vương ra muốn điều tra hai chuyện này, nên khóc lóc quỳ xuống câu xin bản quan, dù thế nào cũng không được nói ra sự thật, không được để hoàng hậu xích mích với vương, cũng không được để danh dự của hoàng hậu bị hủy hoại, thái tử hiếu thuận như thế đã khiến bản quan rất tức giận, cũng rất đau lòng, nhưng thái tử nói, huệ đế từng dạy bảo hậu thế rằng, lấy nhân hiếu để trị quốc, ngài ấy làm vậy cũng chỉ nghe theo tinh thần của huệ đế, nên bản quan buộc phải đồng ý với thái tử, mà che giấu chuyện này. Thôi đại nhân hỏi, nếu thái phó đã đồng ý với thái tử là che giấu chuyện này, Vậy tại sao giờ Thái phó lại nói ra? Hơn nữa, lúc nãy Thái tử còn nghiến răng nghiến lợi với lời tố cáo của Lương Vương Điện Hạ, dáng vẻ như rất căm hận Lương Vương, chứ không giống như đang giả vờ. Còn nữa, tại sao hoàng hậu lại lấy trộm sừng huyết linh dương? Hoàng hậu không có quan hệ gì với trưởng công chúa, bà ấy cần gì phải làm thế? Là vì quyền lực, trấn quốc đại công chúa ngang hàng với hoàng hậu, hơn nữa vai vế cũng cao hơn bà ta, nên bà ta không muốn đại công chúa sống sót. Mặt hoàng hậu rất tái nhợt, nhưng vẻ mặt vẫn kiêu ngạo khi nghe thấy những lời này, như thể chuyện này không liên quan đến mình. Giờ không ai biết giờ đáy lòng bà đang chịu đựng sự phẫn nộ và đau đớn thế nào, cũng không ai biết bà tuyệt vọng và bất lực thế nào. Bởi vì, bà không thể phản bác lại lời nói của phụ thân mình. Chỉ cần bà phản bác, thái tử sẽ bị phế chuất, như vậy, dù bà giữ được ngôi vị hoàng hậu này, cũng chỉ là thùng rỗng kêu to, chỉ cần bảo vệ được thái tử, cho dù giờ bà bị phế chuất, thì sau này vẫn có thể leo lên lại. Bảo thân vương nhìn thái tử, thái tử điện hạ, những gì thái phó nói là thật ư. Thái tử vốn tưởng rằng mình sẽ bị phế chuất, nhưng không ngờ thái phó lại giữ lại chiêu này, hắn luôn lắng nghe những lời thái phó nói, rồi từ từ nhập vào nhân vật, nghe bảo thân vương hỏi thế thì nhất thời khóc lớn, ngoại công, sao người lại nói ra chứ? Người định hại bản cung tội bất trung bất hiếu sao? Thái tử là khóc thật, hắn khóc rất đau lòng, Nước mắt nước mũi đều chảy ra, đau khổ tột cùng, hắn khóc là vì cuối cùng hắn đã có thể giữ được ngôi vị thái tử, lúc nãy hắn thật sự sợ đến mức hồn bay phách tán. Bảo An Vương nhìn hoàng hậu, hoàng hậu có muốn nói gì không? Hoàng hậu từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thái phó bằng ánh mắt thù hận, thái phó cũng đang nhìn bà bằng ánh mắt lạnh lẽo. Hoàng hậu cười khẩy, phụ thân, không ngờ người lại bán đứng bản cung, thằng ngốc đó đã tình nguyện gánh tội thay bản cung rồi, sao người còn nhiều chuyện thế? Rốt cuộc người có xem bản cung là nữ nhi của ngươi không?" Thái phó Trâm giọng nói, "Hoàng hậu, thần không thể trơ mắt đứng nhìn thái tử bị người kéo vào vũng bùn, mặc dù thái tử bất tài, nhưng bản tính cũng không xấu, bằng không hôm đó hoàng thượng đã không lập ngài ấy làm thái tử nhanh như thế, người không được phép bôi nhọ sự anh minh của hoàng thượng." Ông biết bá quan sẽ nghi ngờ những gì ông nói, bởi vì lúc nãy thái tử thật sự rất hống hách độc đoán, nên giờ ông phải cố ý nhắc nhở mọi người rằng thái tử mà bọn họ đang hoài nghi, là do hoàng thượng đích thân xác lập, là người được hoàng thượng tuyển chọn, nếu hắn không có đức hạnh, thì tại sao hoàng thượng lại chọn hắn làm thái tử? Quả nhiên, ông vừa dứt lời, bảo an vương không còn cố chấp vấn đề này nữa, mà nhìn hoàng thái hậu, thái hậu nương nương, chuyện hậu cung vẫn nên để người xử trí sẽ ổn thỏa hơn, chúng thần không nên nhúng tay vào. Hoàng thái hậu nhìn hoàng hậu, rồi lại nhìn thái tử, trong lòng bà hiểu rất rõ, ai đã làm mấy chuyện này trên mặt hoàng hậu vẫn kiêu ngạo, duy trì dáng vẻ tôn nghiêm mà bậc mẫu hậu nên có. Hoàng thái hậu khẽ lắc đầu hỏi, hoàng hậu, người có nhận tội không? Hoàng hậu nhìn thái tử, hắn cũng đang nhìn bà lo lắng, đáy mắt tràn ngập sự khẩn câu. Cả người hoàng hậu cứng đờ, hai tay siết chặt thành năm đấm, cuối cùng ánh mắt hiện lên cảm xúc phức tạp nói, không sai, mọi chuyện đều do bản cung gây ra. Hoàng Thái Hậu trầm giọng nói, nếu người thừa nhận, người sẽ phải gánh chịu hậu quả mà mình đã gây ra. Rất ít người hiểu được hàm ý trong câu này của Hoàng Thái Hậu, bà đang muốn nói nếu Hoàng Hậu lựa chọn nhận tội thay Thái Tử, vậy thì bà ta sẽ phải gánh chịu hậu quả của việc nhận tội thay, chứ không chỉ là những lời tố cáo. Hoàng Hậu khổ sở cười gân, thần thiếp biết. Hoàng Thái Hậu im lặng một lúc, rồi từ tốn ngẩng đầu lên nhìn mọi người, ai ra sẽ cùng nhiếp chính vương bàn bạc một lát về việc xử phạt tội trạng của Hoàng Hậu. Hoàng Thái Hậu luôn muốn cho Hoàng Hậu một cơ hội, bởi vì đứng trên lập trường của bà, bà luôn cho rằng việc phế hậu cũng nghiêm trọng như việc phế thái tử, phế hậu sẽ làm hậu cung loạn lạc, mà hậu cung loạn lạc thì rất nhiều vấn đề cũng sẽ loạn theo, bà thật sự không có tâm trí để đi quản lý toàn bộ hậu cung. Sau khi nghị đình, Hoàng Thái Hậu gọi mộ dung khanh, bảo an vương, Việt Đông Vương vào tẩm điện bên cạnh. Bốn người thảo luận khoảng nửa canh giờ, cuối cùng, Hoàng Thái Hậu hạ ý chỉ phế hậu, hoàng hậu giáng xuống làm lương tần, trong vòng ba ngày phải dọn ra khỏi tĩnh ninh cung, rồi chuyển tới thư tâm cung. Hoàng hậu nghe tôn công công đọc ý chỉ xong, thì ngồi sụi lơ dưới sàn, vẻ mặt đầy bi thương. Thái tử kiềm nén nỗi đau đi tới dìu bà dậy, rồi quỳ xuống khóc lớn trước mặt các đại thần, mẫu hậu, nhị thần đã sớm khuyên nhủ người rồi, sao người lại không chịu nghe chứ? Cả người hoàng hậu khẽ run lên, nhìn chằm chằm thái tử, ánh mắt sắc bén như dao sau khi hạ ý chỉ phế hậu, Hoàng Thái Hậu cũng chỉ giữ lại một mình mộ dung khanh. Hôm nay ngươi muốn phế hậu đúng không? Ai ra đã đoán tâm tư của ngươi rồi Hoàng Thái Hậu liền hỏi thẳng. Mộ dung khanh cũng thẳng thắn trả lời, đúng vậy, hôm nay nhi thần làm vậy là muốn phế hậu. Ngươi không có quyền phế hậu, nên ngươi gióng chống khua chiêng, để nàng ta tự chui đầu vào dọ, chắc chắn lương thái phó sẽ không cho ngươi phế thái tử, nên cuối cùng nhất định bọn họ sẽ tự tương tàn lẫn nhau, a khanh, thủ đoạn này của ngươi thật cao siêu, nhưng, người bảo ai ra phải làm sao đây? Ai ra thật sự không thể quản nổi hậu cung này, ai ra chỉ có lực bất tòng tâm. Hoàng Thái Hậu khẽ thở dài. Mộ Dung Khanh nói, mẫu hậu, chuyện phải có trước có sau, Hoàng hậu ích kỷ bất công, nên chúng ta không thể để cho bà ta cứ mãi độc chiếm ngôi trên cao được, bằng không vòng xoáy sẽ ngày càng lớn, lần này nhà họ lương bị đả kích phế hậu, chỉ ít sẽ an phận được một khoảng thời gian. Hoàng Thái hậu gật đầu nói, ai ra hiểu cách làm này của ngươi, ngươi xem thử, trong số những phi tử trong hậu cung, ai có thể giúp ai ra một tay đây. Chương 390, vẫn còn hy vọng. Ánh mắt Mộ Dung Khanh hiện lên sự sắc bén, câu hỏi này của lão Thái thái, nhìn thì có vẻ tùy ý hỏi, thực ra là đang trưng cầu ý kiến của hắn. Bởi vì, nâng đỡ ai, cũng có nghĩa là ai đang nắm quyền ở hậu cung. Nhưng mà, chuyện hậu cung này, Mộ Dung Khanh không thể nào can thiệp vào được hắn nói các nương nương ở hậu cung đều rất hiên huệ, mẫu hậu có thể yên tâm dùng, chỉ là đã đến lúc phải thấm nhoa bài học của hoàng hậu rồi, nhà ngoại làm lớn không thể nào nâng đỡ tiếp được, nếu không sẽ trở thành hoàng hậu thứ hai. Hoàng Thái Hậu suy nghĩ một lúc, không có thế lực nhà ngoại, lại ở trên phân vị phi, chắc cũng chỉ có Mai Phi. Nhà ngoại của Mai Phi bị liên lụy vì chuyện của lão phu nhân hạ ra, không thể vực dậy được nữa, một người nếu đã từng chịu dày vò, ít nhất cũng biết được nên làm người nên hành sự thế nào. Trong lòng Hoàng Thái Hậu có tính toán, nghĩ đến một chuyện khác, hôm nay Hoàng Hậu vội vã đến tìm ai ra, nói con muốn vụ oan cho Nghi Phi và Thái Tử có gian tình, chuyện này là thế nào. Mộ Dung Khanh cười, mẫu hậu muốn hỏi giữa Nghi Phi và Thái Tử có chuyện gì, hay là hỏi Nhi Thần có ý đổ vụ oan này không. Hoàng Thái Hậu cười, đánh hắn một cái, ai ra nghi ngờ con lúc nào chứ. Nhưng Hoàng Hậu vội vã đến tìm ai ra như vậy, chắc chắn là do con truyền tin ra, Mộ Dung Khanh lên tiếng kêu an, nhi thần thật sự không chuyên tin gì cả, chuyện này vẫn phải có chừng mực, việc gây tổn hại đến danh tiếng của Hoàng gia, nhi thần không thể nào làm vậy được. Vậy là có chuyện gì chứ? Hoàng hậu cũng không thể bịa chuyện này ra để dỗ ai ra được chứ? Đối với nàng ta và cả thái tử cũng chẳng có lợi ích gì, còn kéo nghỉ phi xuống nước. Bà nói, rồi đột nhiên im bặt, trừ phi, trừ phi là bọn họ trột giả. Sao lại trột giả? Vì đây là sự thật sắc mặt của hoàng thái hậu lập tức trở nên rất khó coi bà nhìn mộ dung khanh con nói cho ai ra xem con biết được gì rồi thương mai thật sự nhìn thấy rồi sao mộ dung khanh ôm vai bà cười nói lão thái thái này lòng nghi ngờ cũng nặng thật đấy thương mai không nhìn thấy gì cả nhìn thấy rồi chẳng lẽ còn không lập tức vào cung cáo trạng với người sao thương mai không đối phó gì với nghỉ phi cả thật sao con đừng coi ai ra như trẻ con mà lừa đấy nhé hoàng thái hậu không tin lời hắn nói mộ dung khanh nói lừa lão thái thái người làm gì chứ muốn lừa bản vương cũng tìm một cô nương trẻ trung xinh đẹp mà lừa suy 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 đừng có mà chuyển chủ đề nhưng con nói đến chuyện này ai ra cũng có chút lo lắng vậy trước kia hoàng hậu cũng đáng thương hạ thuốc với thương mai thương mai không thể sinh con mạch của nhiếp chính vương con không thể nào bị đứt được việc này con đừng trách ai ra nhiều chuyện cho dù ai ra không nhắc mẫu phi con cũng phải nhắc Ô, oh, nhanh như vậy đã nghĩ đến việc tìm thiếp thất cho bản vương rồi sao chuyện này bản vương không làm chủ được nói với thương mai đi mộ dung khanh lười biếng nói hoàng thái hậu nói nếu con đồng ý rồi thì ai ra hỏi thật đấy nhé hỏi đi mộ dung khanh ra vẻ nghiêm túc nói hoàng thái hậu hít mắt lại nàng sẽ đồng ý sao dám không đồng ý sao người đích thân nói với nàng đi nàng không đồng ý cũng phải đồng ý Sắc mặt Mộ Dung Khanh tỏ vẻ hung dữ. Xem con giả vợ Uy Phong kia, e là cũng đang sợ hãi lắm, được rồi, từ tôn của Mộ Dung ra chúng ta đều là những người nhát gan, nhìn lão Tam là biết, trước mặt A Man giống như một đứa cháu vậy. Hoàng thái hậu bật cười, nụ cười lại vô cùng miễn cưỡng, có thể thấy trong lòng bà vẫn còn giấu những chuyện không vui. Mộ Dung Khanh sao lại không biết bà đang vờ vui vẻ chứ? Nhìn bà rồi an ủi, được rồi, được rồi vui lên chút đi, trời sụp xuống cũng có nam nhi của mộ dung ra chống đỡ rồi mà. Người nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, nên vui chơi thì vui chơi. Hoàng Thái Hậu cũng không giả vờ tiếp được nữa, dương dương nước mắt nói, mấy người đừng dỗ ai ra nữa, ai ra biết tình hình của toàn nhi không tốt, tính mạng tráng tráng đang gặp nguy, sừng huyết linh dương không thấy nữa, bây giờ phải làm sao? Con nói mộ dung ra chúng ta, sao lại xuất hiện một thái tử khốn nạn như vậy chứ? ai ra thật sự không còn mặt mũi với tổ tiên nữa. Liên quan gì đến người chứ, đừng có vơ mấy chuyện vớ vẩn đó về hết phân mình. Hoàng Thái Hậu kéo tay hắn, bây giờ bệnh tình của Hoàng đế đã nghiêm trọng hơn một chút, nhìn tình hình, e là không thể qua khỏi năm nay, nhưng phải làm sao đây? Thế cục quá loạn rồi, nếu y băng hà, không biết còn loạn đến mức độ nào nữa. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, còn có thể thế nào được? Mộ Dung khanh nhíu mày, bệnh tình của hoàng đế quả thực đã nghiêm trọng hơn rồi, nhưng mà, còn có thể thế nào được? Bệnh tình của ông không thể nào công khai được, mẫu hậu cũng không thể đồng ý cho thương mai đi khám, hơn nữa, căn bệnh này không có thuốc để trị, cho dù thương mai có đi chữa, cũng chưa chắc đã chữa được, mà lại còn mang tội nữa. Trong lòng hoàng thái hậu vẫn luôn vướng mắc chuyện này, nghĩ một lúc, rồi bà nặng nê nhìn mộ dung khanh, nếu như nghi phi và thái tử thật sự có gì đó, còn buộc phải khống chế lại, không cho bất cứ ai công khai chuyện này, lúc y còn sống, ít nhiều cũng phải giữ lại cho y ít mặt mũi, ai ra sẽ đi điều tra, nếu như là sự thật, không thể giữ nghi phi lại được. Mộ Dung Khanh nghiêm túc nói, đây là chuyện không có thật, người đừng đi điều tra nữa, một khi điều tra, cho dù không có cũng sẽ có người sinh nghi, hậu cung lắm thị phi, người biết rồi chứ. Nghi phi không phải một người có thể xem nhẹ, bà cứ tùy tiện điều tra, để lộ tai tiếng, một khi nghi phi hạ quyết tâm thì sẽ rất nguy hiểm. Hoàng Thái Hậu thấy hắn liên tục đảm bảo như vậy mới yên tâm, vậy được, nghe theo con, ai ra không điều tra. Để khiến bà vui lên, Mộ Dung Khanh ghé sát vào tai bà nói một câu, lập tức khiến bà vui mừng đến suýt nhảy lên, con nói thật sao? Chuyện này còn có thể lừa người sao? Mộ Dung Khanh nói. Hoàng Thái Hậu vừa lau nước mắt vừa nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt, thay ai ra cảm ơn thương mai cho tốt, không ngờ, ai ra còn có thể đợi được ngày này y nhất định phải sống, đời này của y có hy vọng rồi. Phía tĩnh Ninh Cung, không khí vô cùng nặng nề. Từ sau cuộc nghị luận trong triều đình, ý chỉ phế hậu được ban xuống, hoàng hậu vẫn luôn ngồi trên ghế ở chính điện của tĩnh Ninh Cung, tư thế bà rất thẳng, giống với bình thường khi tiếp kiến các phi tần, thái độ kiêu ngạo. Chuyện cũ như một chiếc lông đèn lướt qua trong đầu bà, bà từng làm phi, khi hoàng thượng vẫn còn là thái tử, bà đã là thái tử phi rồi, đến khi hoàng thượng đăng cơ, bà lập tức được phong thành thái hậu, đời này của bà đều rất nhẹ nhàng, chưa từng chịu khổ sở gì, cũng không ai có thể lay động địa vị của bà. Bà tưởng rằng, nếu đời này của bà còn có gì thay đổi nữa, thì chính là từ hoàng hậu trở thành hoàng thái hậu. Ngồi một lúc lâu, thì nghe thấy bên ngoài điện có giọng nói. Cung nữ tiến vào, nương nương, thái tử và thái phó đại nhân đến rồi. Hoàng hậu nhìn ra cửa điện, sắc mặt lãnh đạo chuyên bà đã không còn là hoàng hậu nữa, chỉ là lương tân, đến một phong hào cũng không có, lấy họ nhà mẹ đẻ để trước tước vị, có phải có nghĩa là bà không còn là người của hoàng gia nữa hay không? Nhưng bà cũng không phải người của lương gia nữa, từ ngày bà gả cho hoàng thượng, bà đã không còn là người lương gia rồi. Sau khi thái tử và thái phó vào điện đã đóng cửa điện lại, mọi công nhân đều phải đi ra ngoài. Cửa điện vừa đóng, thái tử đã quỳ thẳng xuống đất, đau khổ khóc lóc, mẫu hậu, nhị thần bất hiếu liên lụy đến mẫu hậu rồi hoàng hậu bất động chỉ ngồi nhìn hắn từ trên cao đáy mắt hắn một giọt nước mắt cũng không có bà cũng không có thái phó thấy sắc mặt này của bà biết trong lòng bà có oán hận nói việc ngày hôm nay là bất đắc dĩ không thể thật sự để mộ dung khanh phế thái tử được thái tử bị phế người còn hy vọng sao hoàng hậu cười lên một cách kỳ quái không có hy vọng sao thái tử bị phế người được lập sẽ là ai Lương Vương, Lương Vương cũng là nhi tử của bản cung, bản cung vẫn còn hy vọng. Thái phó lạnh lùng nói, người tưởng rằng Lương Vương có thể sống tiếp sao. Ban nãy vì phụ có hỏi ngự y chấn đoán ngày đó, ngự y nói cơ hội sống tiếp cũng không được hai phần. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 26